Thôi cái đơn ý kiến em xuất nhá. Em xuất ra đi. Nhưng mà ghi ghi là gì? Xuất theo chương trình. Xuất theo chương trình tặng người livestream à? Ừ. Chỉ đấy thôi. Ừ. Hình như là cái bóng đèn này nó bị lóa quá hay sao em ạ? Hình như chị ngồi ở đây không ổn lắm rồi, chị thấy ngồi ở đây lóa quá. Chào thân nhá. Chào chị Lương. Chào bạn. Em xin phép là bởi vì buổi sáng nay thì em bắt đầu cái chương trình game show thì cái thời điểm đấy thì lại bị vào đúng vào tầm buổi trưa và các chị cũng không được tham dự cái chương trình nhiều, và các chị cũng có gửi tin nhắn riêng cho em ấy và muốn chuyển cái chương trình từ tầm buổi sáng và sang đến tầm buổi tối, thì đến lúc đấy thì các chị ở nhà cũng có nhiều thời gian hơn ấy. Không biết là các chị có thấy bị lóa không ạ? Và chính vì thế mà em xin phép là dừng cái game lại vào cái thời điểm đó để chị em có thể là đi nghỉ trưa và bắt đầu cái game vào cái thời điểm này. Bây giờ cũng là hơn 7 giờ rồi, gần 8 giờ rồi, thì em nghĩ là các chị ở nhà cũng có ăn rồi ạ. Mạng lag quá à? Sao mạng lại kém thế nhở? Thân ơi em xem được chưa? Chào Linh nhá. Chào Linh. Hôm nay thì em xin phép là được chia sẻ lại ạ. Với cái chương trình game show ngày hôm nay thì tất cả các chị, khi mà các chị chia sẻ giúp em vào rất là nhiều các trang, cũng như là từ trên trang cá nhân của các chị, thì các chị giúp em là comment số điện thoại này, cũng như là tên của các chị. Thì với khách hàng thứ 200, bắt đầu từ khách hàng thứ 200 thì em xin phép là được tặng một cái phần quà dành cho cái khách hàng, cái người khách hàng thứ 200. Và đến khách hàng thứ 400 ạ, thì tiếp tục bên em lại có một cái phần quà nữa dành cho khách hàng số 400. Và đến khi mà cái con số người thích cái buổi là livestream ngày hôm nay là lên đến số 500, thì em xin phép là em sẽ tặng một phần quà. Và phần quà ngày hôm nay thì sẽ thiên về những cái dòng sản phẩm làm trắng có mặt tại cửa hàng Sinai ở 73 Cầu Giấy. Với cái phần quà này thì các chị chỉ cần tham dự cái cuộc chơi thể lệ như sau. Đó là các chị giúp em là comment họ tên, số điện thoại, và bên em sẽ có nhân viên trực tiếp gọi điện thoại đến để xin địa chỉ cũng như là trao quà tận tay đến các chị. Và có một điều là trong cái chương trình ngày hôm nay thì như em có chia sẻ từ buổi sáng là tất cả khách hàng sau khi từ khách hàng thứ 500 chia sẻ bài viết cũng như là chia sẻ cái buổi livestream ngày hôm nay, thì bên em xin phép là sẽ tặng tất cả các chị khi mua hàng ở đây thì được những cái mức giá rất là ưu đãi. Hầu hết là các mức giá này nó là cái mức giá mà đã được chiết khấu rất là sâu, từ tầm 30-40% so với giá hiện tại trên thị trường cũng như là so với giá mà cửa hàng bên em đang bán. Và đây là cái chương trình mà bên em tri ân gần như là bán hàng không lợi nhuận ạ. Chỉ trong game show này thôi, nên là các chị nếu ai muốn mua bất cứ sản phẩm gì hoặc quan tâm bất cứ dòng sản phẩm gì, ơi em,
chương trình quà tặng. Không, chương trình quà tặng hôm nay là chị muốn tặng những cái dòng sản phẩm liên quan làm trắng. Tất cả những cái dòng sản phẩm liên quan làm trắng. Còn còn những cái buổi khác thì chị nghĩ là sẽ có chương trình khác dành cho các bạn. Thì em để lại những cái sản phẩm làm trắng cho chị nhá. Và cứ các chị lưu ý giúp em ạ, các chị chia sẻ giúp em đi. Các chị chia sẻ giúp em thì tất cả những khách hàng chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay thì các chị lưu ý giúp em là các chị cho em số điện thoại này, họ tên của các chị. Thì bắt đầu khi mà nó đủ cái số lượng người thích cũng như là người chia sẻ là từ 200 trở lên ạ. Và số lượng khách là 200 thì em xin phép là em sẽ tặng một phần quà cái sản phẩm làm trắng ấy. Cái sản phẩm ok. Đây, sản phẩm làm trắng thì chị làm quà cho khách hàng. Thì khách hàng 200 là sẽ được nhận một phần quà. Và bên em sẽ xin lại số điện thoại và gọi điện thoại trực tiếp trong game show này luôn. Và chắc chắn em khẳng định luôn là những sản phẩm này khi mà đến tay các chị thì các chị sẽ thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì những sản phẩm này là những sản phẩm khi mình dùng ấy thì mình sẽ thấy là cái độ sáng của da, tức là cái sáng hơn so với da mình 1 đến 2 tông sau khi mình sử dụng. Nhưng mà da nó sẽ rất là an toàn. Và dùng vào thì mình sẽ cảm nhận thấy rất là rõ rệt đấy là da của mình nó sáng nhưng nó vẫn khỏe. Cái đấy là em khẳng định. Và với mốc khách hàng thứ hai ạ, để được nhận phần quà là khách hàng số 400, bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật và bên em sẽ trao quà trực tiếp trong cái buổi ngày hôm nay. Và các chị chỉ cần là live stream chia sẻ cái buổi live stream này ạ. Vâng, các chị chia sẻ với em cái buổi live stream này, cũng như là comment giúp em họ tên này và số điện thoại thì bên em sẽ gọi điện thoại đến. Thì mình có 3 mốc ạ, em xin nhắc lại nhá, là mình có 3 mốc này. Mốc thứ nhất là mốc 200, tức là khách hàng thứ 200, và mốc thứ hai là mốc khách hàng thứ 400, và mốc tiếp theo đó là mốc khách hàng 500. Dạ, đạt được khách hàng 500 thì em sẽ bắt đầu cái chương trình là bán sản phẩm, bán những cái mặt hàng liên quan đến làm trắng cũng như tư vấn những cái bước chăm sóc da liên quan đến làm trắng. Và em chắc chắn là với những cái mức giá bán hàng không lợi nhuận trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ được rất là nhiều các chị có thể mua được những cái sản phẩm rất là ưng ý. Các chị chia sẻ đi nhá. Ừ, hình như là ngồi đây hơi chói đúng không? Ngồi đây nhìn khó đúng không? Hay chị chuyển sang chỗ khác ngồi nhỉ? Các chị có thấy chói không ạ? Các chị nếu mà nhìn thấy em thì cho em xin một chấm nhá. Cho em xin một chấm ạ, để em biết là các chị đang nhìn thấy em ạ. Có chói quá không? Nhìn khó nhìn không? Em xin phép là được chỉnh một chút nhá, tại vì là hình như là em live stream buổi tối thì nó hơi khó xem. Hơi khó xem bởi vì ánh đèn nó hơi. Chị Liên ơi, em chào chị Liên. Đến ngày mai thì em sẽ chuyển cho chị Liên vào ngày mai nhá. Đúng không chị? Góc này ổn hơn không? Em nhìn thử xem góc này nhìn ổn hơn không? Địa điểm một chút nhá, bởi vì là cái vị trí vừa rồi hơi mờ ạ. Các chị nhìn em có rõ hơn không ạ? Rõ hơn không em? Cảm ơn nhá, cảm ơn bạn Gà Tre. Bạn chia sẻ cho mình vào các cái nhóm ở tất cả các cái nhóm. Thì thật ra là cái chương trình này là bên cửa hàng bên mình tri ân khách hàng. Và mình cũng muốn chia sẻ lại một chút với các chị em là những cái dòng sản phẩm có trong cửa hàng ở của Sinai 73 Cầu Giấy ấy, là những cửa hàng mà bên em khẳng định về cái chất lượng. Tức là những cái dòng sản phẩm đã và đang tồn tại trong cửa hàng em là những cái dòng sản phẩm nó thực sự là có thương hiệu,
và thứ hai là nó là những dòng sản phẩm mà được đăng ký và được phép lưu hành tại tại trong nước, và hầu hết nó là những sản phẩm của Nhật và Hàn, chủ yếu nó là hàng Nhật nội địa hoặc là Hàn nội địa, nên là về cái độ an toàn của sản phẩm ấy thì là mình khẳng định, và về cái chất lượng của sản phẩm thì mình cũng khẳng định luôn. Nhưng mà bởi vì trong cái chương trình mà bên mình muốn tri ân, thật ra là cũng muốn là có một cái cơ hội để tất cả các chị các em muốn dùng những cái dòng sản phẩm liên quan đến làm đẹp, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm liên quan đến làm trắng, những dòng sản phẩm liên quan làm trắng để mình chơi Tết ạ, thì mình có thể mua với lại những cái mức giá rất là ưu đãi. Và chính vì thế mà bên mình tổ chức một cái chương trình game show. Thứ nhất là với ba khách hàng nhận quà thì ba khách hàng đó sẽ hoàn toàn là free, phần quà sẽ hoàn toàn là free ạ, và bên mình sẽ gửi ship và hoàn toàn là miễn phí ship cho khách hàng đó. Và thứ hai là sau khi khách hàng thứ 500 chia sẻ cũng như là yêu thích cái chương trình của bên mình thì bên mình sẽ bắt đầu bán hàng, và những cái phần quà thì bên mình cũng khẳng định luôn là những cái phần quà đấy nó bất cứ một cái sản phẩm nào trong cửa hàng mình cũng đều có một phần quà dành cho các bạn hết, bởi vì cái phần quà đấy nó là cái phần quà mà bên mình đã giảm giá về đến cái giá gốc luôn, tức là bán hàng không có lợi nhuận trong cái chương trình game show này. Nên là những ai mà quan tâm đến làm trắng, những ai mà quan tâm đến chăm sóc da thì các chị có thể là gửi tin nhắn cho em hoặc là comment trực tiếp ngay ở dưới bài viết này ạ, thì em sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi. Với cái kinh nghiệm trong thời gian cũng liên quan đến làm đẹp cũng khá là lâu của em thì em sẽ chia sẻ với tất cả các chị và sẽ chia sẻ tất cả những cái dòng sản phẩm nhờ như em vừa nói. Thì các chị chia sẻ lên những cái nhóm, những trang giúp em nhé. Chị chia sẻ giúp em đi ạ. Em ơi, Liên ơi, bật nhạc Tết đi em. Chị thích có tí không khí Tết một tí, tại vì là gần Tết rồi thì mình nghe nhạc Tết đi cho nó vui. Em cũng thực sự là em muốn nhắc lại một chút là em cũng thực sự là xin lỗi, bởi vì là cái chương trình buổi sáng nay khi mà em có chia sẻ đấy ạ, thì bởi vì cũng hơi bất cập về thời gian, nên là khi mà em bắt đầu chạy chương trình buổi sáng nay thì cũng có rất là nhiều chị nhắn tin riêng cho em. Dạ em cảm ơn chị Xuyên ạ. Dạ đã có rất là nhiều các chị khách hàng chia sẻ với em là em muốn là được tư vấn rất là nhiều các dòng sản phẩm. Tuy nhiên thì gái ơi, cho chị nhạc bé xuống một tí gái ơi. Rồi ok, cảm ơn em. Thì được chia sẻ nhưng mà tuy nhiên thì cái tầm giờ em làm á, thì em định là livestream cũng như là giới thiệu sản phẩm trong vòng tầm một tiếng thôi, nhưng mà sau đó thì lại cảm thời gian rất là lâu rồi mà vẫn chưa thể nào bắt đầu chương trình được, nên là em cũng xin phép là dừng lại vào thời điểm đó luôn. Bạn học của em đấy chị ơi, chị muốn làm đẹp chị cứ hỏi bạn ấy tư vấn nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn Tuấn nhá. Thật ra thì em cũng chia sẻ một chút. Sau cái thời gian mà em tốt nghiệp đại học và ra trường thì em cũng bén duyên với ngành làm đẹp, và cái ngành làm đẹp thì là một trong những cái ngành mà em thực sự là rất là yêu thích. Trong hơn 5 năm em làm ở một nhãn hàng của Nhật thì cái nhãn hàng đó đã cho em rất là nhiều kinh nghiệm, và được làm việc với các anh chị bên đấy thì em cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là với những cái tiêu chí làm việc của người Nhật thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách chăm sóc của bên em. Chính vì thế mà khi mà em đã tiếp cận về cái ngành làm đẹp liên quan đến của đất nước Nhật với những tiêu chí rất là gắt gao ấy, thì em cũng muốn là chia sẻ với tất cả các chị các bạn những cái phương pháp làm đẹp cũng như là những cái dòng sản phẩm mà phụ nữ mình dùng vào ấy, không chỉ là dùng cách đơn thuần mà mình dùng nó phải đẹp thực sự.
nhưng mà nó phải khỏe nữa và nó phải an toàn. Cái đấy là cái mà em mong muốn nhất. Và cái đặc biệt hơn nữa thì em nghĩ là không phải mình em mà tất cả các anh các chị đều biết đó, đều muốn như vậy, đó là làm đẹp nhưng mà nó cũng phải không tốn kém. Còn nếu mà làm đẹp tốn kém thì chắc là cũng ít người dám làm đẹp, đúng không ạ? Thì buổi ngày hôm nay thì em xin phép là nhắc lại cái thể lệ cuộc chơi, cái game show của bên em một chút. Đấy là với ba khách hàng khi mà bên em đặt mốc, ba khách hàng khi mà bên em đặt mốc ạ, khách hàng 200, khách hàng thứ 200 khi mà chia sẻ và thích cũng như là gửi số điện thoại và họ tên đầy đủ cho bên em thì bên em sẽ ngay lập tức gửi đến một phần quà liên quan đến làm trắng. Và thứ hai là bên em sẽ với khách hàng 400 ạ, khách hàng số 400 thì bên em sẽ gửi một phần quà tiếp theo cũng hoàn toàn là free ship. Và khách hàng số 500 ạ thì bên em sẽ gửi tặng một cái phần quà rất là đặc biệt. Sau đó thì bên em sẽ bắt đầu là chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là bắt đầu bán hàng và tất cả những cái dòng hàng trong cửa hàng của bên em tại của Sinai 73 Cầu Giấy thì sẽ được bán hàng với mức giá là không lợi nhuận, tức là bên em nhập vào bao nhiêu thì bên em sẽ bán ra bấy nhiêu ạ, và sẽ không hề có lợi nhuận. Và các chị sẽ so sánh với giá trên thị trường hiện tại bây giờ luôn, là các chị sẽ biết cái giá bán của nó và giá ngày hôm nay khi em đưa ra nó thực sự là rất là tốt, mức giá thực sự rất là tốt và ai cũng có thể mua được. Em chia sẻ một chút là những cái sản phẩm của bên em á, thì nó chỉ rơi vào giá tầm khoảng độ dưới 500 thôi ạ. Dưới 500 thì không biết là các chị có mua được không ạ? Bạn chỉ bán sản phẩm hả? Thật ra thì nói như thế nào thì đúng nhỉ? Nếu mà mình nói là mình bán sản phẩm không thì không chính xác. Cái đam mê của mình ấy, nó là đam mê liên quan đến làm đẹp. Chính vì thế mà có thể là cái cách nói của mình nó hơi khác so với những bạn bán hàng khác, là mình không quan tâm nhiều lắm đến bán hàng, mà cái mình quan tâm nhất là cái cách những cái sản phẩm của mình cũng như các những cái cách mà mình chia sẻ các cái bước chăm sóc da đối với lại các anh các chị các em, để có thể giúp các bạn hướng đến những cái sự lựa chọn sản phẩm một cách tốt nhất. Bởi vì mình cũng bị ảnh hưởng nhiều về cái việc là muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn là bán sản phẩm. Còn sản phẩm thì nếu như không mua tại cửa hàng Sinai 73 Cầu Giấy thì các chị có thể mua tại cửa hàng khác ạ. Xin chào Trang nhá. Lâu lắm chị không gặp Trang. Ok bạn. Thật ra thì với cửa hàng Sinai 73 Cầu Giấy cũng như là rất là nhiều cửa hàng khác tại Hà Nội ấy, thì cũng có tư vấn rất là nhiều các dòng sản phẩm liên quan đến làm trắng. Thì buổi ngày hôm nay thì mình sẽ cũng đặc biệt là quan tâm đến dòng làm trắng. Trang ơi, hôm nay chắc là chị ở đến cửa hàng đến tầm khoảng độ 10 giờ đấy. Hôm nay Trang qua cửa hàng nhá. Hẹn với chị mấy lần nhưng Trang bận đúng không? Hôm nay qua đi, tại vì mọi hôm thì chị Dung hay về sớm, nhưng hôm nay thì chắc là chị sẽ ở đến tầm 10 giờ. Ok nhá, tí nữa gặp Trang. Chào bạn Hợi nhá. Buổi ngày hôm nay thì mình sẽ đi sâu về cái việc là mình sẽ tư vấn cho các bạn về các bước chăm sóc da và những cái sản phẩm liên quan đến làm trắng. Rất là nhiều khách hàng thực sự là quan tâm đến những cái vấn đề là ví dụ như làm thế nào để cho da mình sáng hơn này, mà mình không cần phải trang điểm, làm thế nào để da mình sáng lên chỉ cần 1 đến 2 tông thôi là mọi người đã thấy là rất là hạnh phúc rồi. Tuy nhiên thì em cũng nhận thấy là sau một cái thời gian em làm bên mỹ phẩm rất là lâu ấy. Chị Minh ạ. Ok chị Minh. Sau thời gian mình làm việc rất là lâu ở bên ngành mỹ phẩm thì mình thấy một điều rất là rõ, đó là nếu như mà hầu hết khách hàng á, thì muốn là đều có muốn một làn da sáng. Nếu mà trắng thì càng tốt, còn nếu mà không thì da sáng, da khỏe hoặc là da sẽ có những cái láng mịn này, hoặc là mình nhìn bề mặt da của mình nó sẽ ít xuất hiện các nếp nhăn. Tuy nhiên thì nếu mà hỏi khách hàng là chị ơi chị chăm sóc da như nào ấy, thì sẽ có rất là nhiều khách hàng không sử dụng đúng bước. Ví dụ như là sẽ không sử dụng tẩy trang hàng ngày này, không sử dụng nước sữa mặt hàng ngày này, hoặc là kể cả sử dụng nhưng mà sử dụng không đúng cách, hoặc sử dụng những sản phẩm nó không phù hợp với da, hoặc là sử dụng rất là nhiều các sản phẩm
tuy nhiên thì nó lại bị không phù hợp với lại cái độ tuổi của mình chẳng hạn, hoặc độ tuổi của da, thì nó cũng không đem lại cái hiệu quả cho da. Em cảm ơn chị Minh nhá. Chính vì thế mà buổi ngày hôm nay em cũng sẽ muốn chia sẻ một vài cái kinh nghiệm để mà mình đút vào túi mình những cái kinh nghiệm để mình có thể đi mua hàng được ấy. Mình mua hàng ở đâu cũng được, nhưng mà mình sẽ có cái kinh nghiệm để mà mình không bị nhân viên tư vấn, mà người ta chỉ tư vấn vì mục đích bán hàng thôi, mà mình hiểu về cái bản chất của da của mình tự nhận xét được bản chất da của mình đó, thì mình sẽ có những cái cách mà lựa chọn các dòng sản phẩm nó phù hợp với da của mình hơn. Các chị chia sẻ bài viết giúp em nhá, các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Với cái buổi livestream ngày hôm nay thì em cũng muốn nói đến cái thể lệ cuộc chơi của bên em một lần nữa, bởi vì em rất là muốn gửi đến những phần quà này cho các chị. Đây là cái chương trình mà bên em đã xin được cửa hàng, đó là ba cái phần quà rất là giá trị, và những phần quà này thì em khẳng định là khi các chị dùng thì các chị sẽ thấy rõ luôn cái hiện tượng là da của mình nó rất là đẹp, nó đẹp lên một cách trông thấy luôn, nhưng mà nó không phải là ngay lập tức, mà nó đẹp lên là sau tầm khoảng độ là ít nhất là tầm 1 tháng, tức là đủ một cái chu trình thay đổi của da, một cái tầm 1 tháng đến 1 tháng hơn thì bắt đầu mình thấy da của mình khỏe hơn từ 1 đến 2 tông, da của mình sẽ khỏe hơn và mình sẽ không bị phụ thuộc vào sản phẩm. Tức là nếu mà kể cả về sau đó mà các chị không dùng sản phẩm nữa thì da của các chị vẫn sáng, nhưng mà với một điều kiện là các chị sẽ phải bảo vệ da bằng những sản phẩm ví dụ như là chống nắng chẳng hạn, là mình tránh đi trong những cái lúc mà thời tiết nắng gắt thì mình hạn chế trong thời điểm đó, thì da của mình lúc nào nó cũng giữ được. Và những cái sản phẩm này thì nó không làm bài mòn bề mặt da, nó sẽ làm cho da của chúng ta khỏe lên một cách dần dần mà nó vẫn trắng sáng ạ. Các chị chia sẻ giúp em nhá. Em ơi, đặt mốc 200 thì báo với chị ngay nhá, thì mình sẽ, các chị comment số điện thoại giúp em, số điện thoại ạ, họ tên ạ, và sau đó thì bên em sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho khách hàng đó và sẽ sao phần quà ngay lập tức ạ. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Cảm ơn chị Xuyên nhá. Em chào chị Thu ạ. Dung Đỗ. Các chị chia sẻ bài viết giúp em đi. Em xin phép là nói chuyện ngoài luồng một chút nhá. Thì không biết là lớp A dung đỗ lớp A bạn đang bị không hình dung ra ấy, tại vì nhìn không thấy hình ảnh đại diện của bạn ấy, nên đâm ra bạn đang bị không hình dung ra. Để tí nữa bạn vào lại trang nhá, bạn vào lại trang cá nhân thì bạn xem. Em xin phép là chém gió trong vòng 1-2 phút trong lúc mà các chị chia sẻ bài viết giúp em ạ. Em thấy là cảm ơn Dung. Trong cái lúc mà hôm vừa rồi ấy, là bên mình có rất là nhiều cái chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, và rất là giật mình bởi vì là có những cái chương trình ưu đãi rất là đặc biệt ở bên thời trang của bên cửa hàng mình luôn. Đó là bên thời trang của bên Citizen, cũng là bên thời trang của công ty mình, và cửa hàng của nó ở 421 Kim Mã, là thời trang liên quan công sở. Thì bởi vì là
quá yêu thích và quá hâm mộ các cầu thủ U23 Việt Nam. Chính vì thế mà bên mình đã ngay lập tức là đưa ra một cái chương trình khuyến mại, đó là giảm 50% luôn cho tất cả khách hàng, và đặc biệt là những khách hàng là tên là Dũng, thì khi mà vào mua hàng thì được cái mức giá nó rất là tốt. Cũng chia sẻ một chút là mình cũng là một người rất là hâm mộ các cầu thủ của U23 Việt Nam. Cái buổi hôm vừa rồi vì là các cầu thủ đã ghi những cái bàn thắng rất là đẹp và đã làm cho tất cả mọi người có một cái cảm xúc mình nghĩ là cũng rất là lâu rồi bóng đá Việt Nam mới có thêm một cái cảm xúc như vậy. Nên là mình cũng muốn là nếu mà bên C-Fashion, tức là bên thời trang của bên mình á, có những cái chương trình ưu đãi như vậy, thì vì sao mà bên Sinai của bên mình 73 Cầu Giấy lại không có những cái chương trình ưu đãi dành cho các chị các em? Tại vì là nếu mà U23 Việt Nam thì hoàn toàn là các bạn nam hết đúng không ạ? Thì phải có các bạn nữ nữa chứ. Chính vì thế mà mình đã nghĩ ngay ra một cái chương trình, đó là trong game show ngày hôm nay, thì tất cả khi các bạn sẽ được mua hàng với một mức giá mà thực sự là, nếu mà không nói quá thì có thể nói là sốc, bởi vì là mức giá là do giá của bên công ty mình nhập luôn. Toàn bộ những cái sản phẩm này với mức giá là công ty mình giá nhập như thế nào thì bên mình sẽ bán lại như vậy, và chỉ duy nhất ở trong game show này thôi. Cảm ơn Thảo nhá. Chị Xuyên ơi, hiện tại thì bên em chưa có shop ở trong Thanh Hóa, nhưng mà chắc là cũng không còn lâu nữa thì bên em sẽ chuyển, sẽ có shop ở tất cả các tỉnh thành. Tại vì hiện tại là bên em sẽ xây dựng cửa hàng thành chuỗi chứ không phải là một cửa hàng. Bởi vì tất cả những cái dự định của bên em ấy, là cửa hàng đầu tiên ở 73 Cầu Giấy chỉ là một cửa hàng đầu tiên để bên em bắt đầu những cái bước đầu tiên thôi. Và sang đến sang năm, tức là năm 2018, tức là mình đang tính ngày Tết âm á, thì sau cái Tết âm này thì bên em sẽ bắt đầu mở chiến dịch và sẽ mở rất là nhiều các cửa hàng. Và chắc chắn Thanh Hóa cũng là một nơi mà em rất là mong muốn có một showroom ở đấy, bởi vì Thanh Hóa cũng là quê em ạ. Dạ. Chị Xuyên quan tâm đến một liệu trình làm trắng da đúng không chị? Chị Xuyên ơi, chị Xuyên cho em xin số điện thoại nhá. Chị Xuyên để số điện thoại lại cho em và em sẽ chia sẻ với chị Xuyên về các cái bước chăm sóc da và những cái liệu trình liên quan đến làm trắng. Với những cái liệu trình mà liên quan đến làm trắng thì khi mà em chia sẻ thì em nghĩ là chị cũng có những cái chị Xuyên cho em xin số điện thoại nhá, chị cứ nhắn cho em thì em sẽ hướng dẫn cụ thể ạ, và em sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho chị. Em nghĩ là như vậy thì nó sẽ tiện hơn được không chị? Chị em không giấu ạ. Cho em hỏi một chút là hình như là em để chế độ mình em xem được hay sao ấy, hình như chỉ là giới hạn bạn bè em xem được cái livestream của em ngày hôm nay hay sao ấy. Thì những ai mà đang xem được livestream của em ngày hôm nay thì các chị chấm cho em một chấm nhá. Các chị chấm cho em một chấm ạ. Và em sẽ gửi phần quà của bên em sau khi đặt mốc 200 được không ạ? Chào Tuấn Ngọc nhá. Tuấn Ngọc ăn cơm cho em. Cảm ơn Tuấn, cảm ơn gà tre. Mình nhìn thấy gà tre rồi đấy. Lan Anh ơi, Lan Anh cầm xuống cho chị những cái sản phẩm liên quan đến làm trắng đi, để chị một tí nữa chị chia sẻ hết với các bạn cả những dòng làm trắng liên quan đến của Nhật và của Hàn luôn nhá, cả làm trắng của Nhật và của Hàn luôn. Cầm mặt nạ đi, cầm mặt nạ liên quan đến làm trắng đi, hôm nay chị muốn giảm giá hết.
chấm mút cả. Đấy, em để hết những cái sản phẩm ở đây cho chị. Thì chắc là hôm nay chị sẽ làm một chương trình sale lớn luôn ạ. Có được không ạ? Em rồi ok. Thật ra thì em sẽ chia sẻ trước về một cái sản phẩm mà liên quan đến làm trắng. Đầu tiên là sản phẩm liên quan đến làm trắng về cho cơ thể đấy ạ. Được không ạ? Bởi vì là cái phần quà này nó là phần quà mà bên em gửi tặng cho khách hàng nên em xin phép sẽ chia sẻ trước. Sản phẩm này là sản phẩm của Milky Dress. Và sản phẩm này là một trong những dòng sản phẩm mà rất là nổi tiếng của Milky Dress ạ. Rất là nổi tiếng luôn. Ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ nhiều về sản phẩm Milky Dress. Bởi vì là nếu như mà các chị em sẽ dễ dơ sản phẩm lên cho các chị xem. Với sản phẩm của Milky Dress này em đang cầm trên tay là buổi ngày hôm nay thì em sẽ tặng cho khách hàng luôn. Chứ em và tặng và hoàn toàn là free ship. Cái sản phẩm mà em đang cầm trên tay các chị nhá, là sản phẩm mà với khách hàng nào đặt mốc là khách hàng số 200 chia sẻ cái bài viết của em thì ngay lập tức là em sẽ gửi cái phần quà này. Thì các chị comment số điện thoại cho em nhé. Thì khách hàng chia sẻ cái lượt chia sẻ số 200 thì em xin phép là tặng cái phần quà này ạ. Và cái phần quà này thì nó trị giá bán ra trên thị trường là 455.000 ạ. Và nếu như các chị muốn biết là cái dòng sản phẩm này nó thực sự tốt như thế nào thì các chị có thể đánh lên trên YouTube hoặc là vào Google để các chị có thể search cái dòng sản phẩm này. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà được rất là nhiều người ở rất là nhiều nước, không chỉ tại Việt Nam, tại Hàn Quốc, tại Mỹ mà rất là nhiều nước khác, mà hiện tại thì nó còn đang rất là hot tại Nhật nữa. Thì Milky Dress Milky Dress nó là cái dòng sản phẩm liên quan đến làm trắng. Nó đặc biệt rất là mạnh về làm trắng, bởi vì ngay lập tức khi mà mình bôi vào nhá, là bởi vì nó sử dụng công nghệ bắt sáng ấy, nên là ngay lập tức khi mà mình bôi sản phẩm lên trên da tay của mình ấy, hoặc là lên trên da mặt của mình, thì mình thấy nó đã là sáng hơn so với da của mình một tông rồi. Và với những cái bạn mà ví dụ như Tết này mọi người muốn đi chơi chẳng hạn, mà không muốn trang điểm, không muốn tẩy trang ạ, thì các bạn sẽ dùng cái sản phẩm này cho mình. Và các bạn chỉ cần là mở nắp ra và bôi sản phẩm lên trên da một lớp rất là mỏng thôi, thì ngay lập tức là những cái sản phẩm sẽ thẩm thấu vào bề mặt da của chúng ta ngay. Và chúng ta sẽ thấy rõ luôn là da của chúng ta rất là mịn, mà nó sáng hơn, bởi vì nó sử dụng công nghệ bắt sáng. Và cái sản phẩm Milky Dress này thì nó sẽ dùng được cả ngày và đêm luôn. Nó rất là phù hợp với làn da châu Á, bởi vì nó là một trong những cái dòng sản phẩm mà nó cung cấp độ ẩm rất là tốt. Nó kiềm dầu nhưng nó lại cung cấp độ ẩm. Và với sản phẩm này nó là 455.000 ạ. Và bên em thì sẽ tặng miễn phí cho khách hàng chia sẻ, khách hàng số 200 thì các chị chia sẻ giúp em nhá. Và kể cả là một người có thể chia sẻ thật nhiều thì khi đạt được mức 200 thì bên em vẫn sẽ tặng cái phần quà này ạ. Và phần quà này thì các chị với khách hàng số 200 thì các chị cho em số điện thoại nhá. Và bên em sẽ gửi hàng trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng số 200 đấy. Thì với sản phẩm Milky Dress này thì nếu mà ví dụ như là mình lên trên YouTube đi thì các chị sẽ thấy là có rất là nhiều review về sản phẩm. Và cái hay nhất của sản phẩm này ấy là ví dụ như là nếu như mà chúng ta muốn đi chơi mà chúng ta không muốn trang điểm thì chúng ta bôi một lớp mỏng cái sản phẩm này lên trên da thì nó vừa cung cấp độ ẩm trên da luôn. Nó cung cấp độ ẩm trên da nhưng mà nó lại làm cho da của chúng ta sáng lên. Và chúng ta không cần phải tẩy trang nữa, nó cũng đã đang là sản phẩm nuôi dưỡng da của chúng ta rồi. Đấy, nên là nó là một trong những dòng sản phẩm dưỡng mà được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Bây giờ thì cũng nhiều bạn gái cũng không có nhiều thời gian để trang điểm, bởi vì ví dụ như là bận con cái ạ, bận chăm chồng ạ, hoặc là bận công việc,
hoặc là nhiều khi cái thói quen của chúng ta cũng không có liên quan nhiều đến cái việc là chăm sóc da. Thì chính vì thế mà cái dòng sản phẩm này của bên em nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Chị Huyền đúng không? Em nhìn thấy chị Huyền rồi đúng không ạ? Em chào chị Huyền nhá. Thì với cái dòng sản phẩm này nhá, thì là khách hàng chia sẻ lượt thứ 200 thì bên em sẽ tặng ngay cái phần quà này trị giá là 455.000. Sản phẩm của Milky Dress, nó là sản phẩm của Hàn ạ. Và cái sản phẩm tiếp theo á, mà em cũng muốn chia sẻ với các chị, và cái sản phẩm này có giá là 525.000. Các chị có nhìn rõ không ạ? Sản phẩm này có giá là 525.000 ạ. Cái dòng sản phẩm này nó là dòng sản phẩm dưỡng trắng của cho toàn bộ cơ thể của chúng ta mà nó không dành cho da mặt. Với những cái bạn ví dụ như chúng ta muốn đi biển chẳng hạn thì da của chúng ta rất hay bị bắt nắng, thì cái dòng sản phẩm này ấy, thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta sáng lại nhanh chóng hơn. Và những cái dòng sản phẩm này thì với mùa đông này thì nó ngoài cái việc làm sáng da thì nó còn cung cấp độ ẩm nữa. Với phụ nữ chúng ta ấy, thì nói thật là có một vài vùng mà chúng ta muốn trắng, ví dụ như thế là vùng khuỷu tay chẳng hạn ạ, vùng khuỷu tay hoặc là những cái vùng mà ở nếp gấp ở cổ chẳng hạn đấy, thì hoặc là ở vùng chân, thì nó cũng có rất là nhiều cái vùng nhạy cảm khác nữa mà chúng ta muốn làm sáng da, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da của chúng ta làm sáng được. Chúng ta sẽ sau khi tắm xong thì các chị sẽ bôi toàn bộ lên trên bề mặt da của chúng ta, và sau khi mà chúng ta bôi xong ấy thì chúng ta sẽ thấy một cái rất là rõ ràng, đó là da của chúng ta sáng lên và vẫn khỏe, vẫn đều nhưng mà da vẫn rất là mướt. Và với mùa đông này á, nếu mà các chị có dùng cái sản phẩm này thì da của các chị sẽ rất là mướt và nó không bị cái hiện tượng là khô, ngứa do cái hiện tượng là bị khô quá ấy. Thì chúng ta dùng sản phẩm này nó sẽ rất là ok nhá các chị nhá, rất là ok ạ. Và cái sản phẩm này khi mà chia sẻ của em đạt mức được mức là 400 thì em xin phép là được chia sẻ cái sản phẩm này và sẽ được gửi cái sản phẩm này đến khách hàng chia sẻ bài viết của bên em là số 400 ạ. Và các chị chia sẻ giúp em nhá. Cái phần quà này trị giá là 525.000. Và một cái phần quà nữa thì em nghĩ là vào thời điểm này thì sẽ rất là nhiều khách hàng thích. Bởi vì là chuẩn bị hết Tết Nguyên Đán thì sẽ chuyển sang cái thời điểm là vào hè. Mà vào hè thì da của chúng ta sẽ bị cái hiện tượng của nắng, hiện tượng của các tia UVA và UVB nó tác động đến da rất là nhiều. Thì cái dòng sản phẩm cũng liên quan đến làm trắng nhá, nhưng mà dòng sản phẩm này thì nó là dòng sản phẩm chống nắng, cũng của Milky Dress ạ. Dòng sản phẩm của chống nắng của Milky Dress này thì nó sẽ mang lại một cái tác dụng, đó là liên quan đến việc là da của chúng ta sẽ được bảo vệ một lớp, da vẫn sáng, vẫn khỏe trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng hàng ngày, nhưng mà nó có một cái tỷ lệ chống nắng nó rất là tốt, đó là SPF của nó là 50, PA là 2+, thì nó sẽ bảo vệ da của chúng ta rất là lâu và nó chống được cả tia UVA và UVB. Nên là cái sản phẩm này cũng là sản phẩm mà bên em gửi tặng đến khách hàng trong cái buổi tri ân ngày hôm nay. Thì các chị chia sẻ bài viết giúp em đi, thì em sẽ công bố cái người nhận phần quà luôn bây giờ ạ. Chị Liên ơi, em chưa cộng tiền cơ. Để em tranh thủ em lấy mấy cái mà chị Liên lấy trong lúc mà đợi lượt chia sẻ nhá. Thì em giới thiệu luôn mấy cái sản phẩm mà em lấy cho chị Liên nhá. Em ơi, Liên ơi, lấy đồ của chị đi. Lấy cho chị phần nước của Misa là một này. Phần nước của Misa, tẩy da chết của Araham. Lấy cho chị tẩy da chết của Araham với lại một cái fusion. Em xin lỗi ạ, chắc là do mạng đúng không ạ? Do mạng nên là nó vừa bị đứt. Da mình dầu có dùng được phần nước không?
Tất nhiên rồi, da nào thì cũng đều dùng được phấn nước, quan trọng là mình sử dụng cái loại phấn nước gì, bởi vì là nó tùy từng da để mình lựa chọn các dòng phấn. Da dầu nhưng nó còn liên quan đến là da dầu, nhưng mà mình có muốn lựa chọn những cái dòng sản phẩm nó liên quan đến việc là nó che được nhiều khuyết điểm hay là mình muốn đánh mỏng thôi. Ví dụ như thế là da của Dung chẳng hạn, thì da của Dung thực ra là nó có rất là nhiều các đốm tàn nhang ấy, mình bị nhiều đốm tàn nhang lắm. Nhưng mà mình khi mà mình đánh phấn thì mình lại thích những cái dòng phấn mà nó mỏng thôi, nó thật với da, nên là cái độ che phủ của nó thì không nhiều. Tuy nhiên thì nhìn nó lại rất là tự nhiên, nhìn lại rất là tự nhiên, cảm giác như nếu như mà mọi người nhìn vào mình ấy thì mọi người nghĩ như là mình không trang điểm, mình chỉ đánh son đậm thôi. Nhưng mà nhìn vào da thì mọi người nghĩ là da của mình không trang điểm, thực chất là mình có trang điểm. Tuy nhiên thì cái lớp trang điểm của mình nó rất là mỏng, nó rất là mỏng. Nhưng mà có nhiều bạn chẳng hạn, ví dụ như là kể cả các bạn nhân viên trong cửa hàng mình này, các bạn lại thích là đánh trang điểm là phải đánh trang điểm một lớp nó che phủ tốt, nó dày một chút nhưng mà nó lại có thể tạo được cái tạo được khối ấy, hoặc là che được nhiều khuyết điểm, thì các bạn lại chọn những cái dòng phấn nước, dòng cushion ấy, nó độ che phủ nó tốt hơn. Chị Liên ơi, chị còn ở đấy không ạ? Chị chấm đi. Chị Liên còn ở đấy không, để em giới thiệu các cái dòng sản phẩm mà em định lấy cho chị. Lấy cho chị hai dòng sản phẩm, hai dòng phấn, mà hai dòng phấn này thì nó rất là nổi tiếng. Thứ nhất là phấn của Misa này, thứ hai là phấn phấn này gọi là phấn gì nhỉ? Liên ơi, phấn này gọi tên là phấn gì nhỉ? Em bị giỏi tiếng Anh quá chị. Em bị giỏi tiếng Anh quá nên em phát âm không nổi luôn ấy. Ngại quá. Thầy giáo vẫn cho ra tốt nghiệp đại học. Em xin lỗi, bởi vì là thật ra là cái kỹ năng tiếng Anh của em nó hơi kém một chút. Nhưng mà cái dòng phấn này ấy, nó là một trong những cái dòng phấn mà rất là nhiều người dùng, và nó cái độ che phủ của nó thì rất là tốt. Cái độ che phủ của sản phẩm này nó rất là tốt. Nó là một trong những cái dòng phấn mà hiện tại bây giờ trên thị trường á, nó đã được, khi mà mình đánh vào Google ấy, thì mình thấy cái số lượng người tìm kiếm ấy nó rất là nhiều, nó rất là nhiều luôn. Bởi vì là cái dòng sản phẩm này nó che phủ khuyết điểm tốt, nhưng mà nó đánh ấy lại cũng tương đối mỏng, và đánh mỏng hay không thì nó lại là do cái kỹ thuật của người đánh. Thì khi mà mình sử dụng cái dòng phấn này, mình chỉ cần lấy một cái lượng rất là mỏng thôi và mình tán nhanh lên, tán nhanh và tán nhẹ lên toàn bộ bề mặt da. Và chị Liên nhớ là mình sẽ đánh từ ngoài vào trong nhá, tại vì cái vùng này của mình chị này, vùng này này bao giờ nó cũng sẽ nhiều dầu hơn cái vùng này. Vùng này bao giờ mình của mình ấy nó cũng là vùng da khô hơn ấy, vùng ngoài này nó cũng sẽ là, vùng trong thì nó sẽ nhiều dầu hơn. Nên là khi mà đánh cái dòng phấn này thì chị sẽ dặm từ ngoài vào trong cho em đấy, và mình sẽ đánh mỏng dần đi. Thì với cái phấn này ấy, thì hiện tại giá của cửa hàng em đang để là 295.000. Em ơi, trả lời tin nhắn của khách cho chị. Ok em. Thì cái phấn này hiện tại cái giá của cửa hàng em đang là 295. Còn cái giá mà trước khi giảm ấy, trước khi giảm nó là 395 ạ. Chị Linh có nhìn thấy không chị? Hình như em thấy hơi mờ nhỉ, hơi mờ, hơi khó nhìn đúng không chị? Cái giá này hiện tại cửa hàng em đang để là 395.000. Và rất nhiều các cửa hàng khác thì đang để với giá là tầm 450. Nhưng mà ở cửa hàng em á, thì sẽ để với giá là 295.000 ạ. Và với cái phấn Misa này thì nó giá của nó thì thấp hơn một chút. Phấn Misa thì nó sẽ thiên nhiều về cái việc là khi mà mình đánh lên á, thì mình sẽ thấy cái lượng phấn nó rất là mỏng.
gần như là nó trong veo luôn ấy, nó theo phong cách đánh trong veo của Hàn Quốc. Thì khi mình đánh cái sản phẩm này lên chị này, với phấn Misa lên á, thì mình thấy là cái lượng phấn lên trên da của mình nó rất là mỏng và nó thật ra. Sau khi mà mình đánh xong mà mình cứ phủ phấn phủ bên ngoài á, đặc biệt là dùng phấn phủ dạng bột chị nhá, thì sau khi chị phủ phấn phủ xong á và chị dùng cọ cho em, dùng cọ chị tán toàn bộ bề mặt da cho em và chị cọ liên tục trong vòng tầm khoảng độ là 30 giây, thì chị thấy là cái da của mình nó hơi bóng lên theo cái phong cách trang điểm trong veo của Hàn Quốc. Thì cái phấn Misa này nó hơi mỏng một chút, nó hơi mỏng nên là cái độ che phủ của nó sẽ không tốt bằng. Tuy nhiên thì nó lại phù hợp với những người mà thích dùng những cái dòng trang điểm nhẹ nhàng đó. Và phấn Misa thì cái giá của nó cũng tốt hơn ạ. Giá của nó ở cửa hàng em đang để là 265.000, ở các cửa hàng khác thì đang bán hơn 300. Còn hiện tại cái giá mà trong buổi ngày hôm nay á, bên em để lại là với khách hàng là 185.000 chị ạ. Tức là nếu mà mình mua cái sản phẩm này á, thì nó sẽ có giá là 185.000. Thì một trong hai sản phẩm này nhá, thì chị sẽ lựa và chị nhắn tin cho em là chị lấy cái sản phẩm nào. Thì chị cứ nói là lấy phấn trắng hay là lấy phấn đen đi ạ, thì là em sẽ ok, em sẽ biết. Còn tẩy da chết thì nó có nhiều vị lắm. Chị lấy tẩy da chết nữa đúng không chị? Tẩy da chết thì nó có rất là nhiều vị chị này. Ví dụ như là em đang cầm cái tẩy da chết Araham, cái vị này thì nó liên quan đến vị sâm ạ. Ngoài ra thì nó có nhiều vị khác nữa, ví dụ như là vị quế. Cái lọ đầu tiên có giảm giá không dung. Cái lọ đầu tiên là cái lọ này hả bạn? Cái lọ đầu tiên là lọ này hả? Hay là lọ nào bạn? Gái ơi, gái lấy cho chị mấy cái lọ tẩy da chết Araham nữa đi, mấy vị nữa đi. Mấy vị nữa mà chị cảm ơn. Tẩy da chết Araham thì nó có rất là nhiều vị các chị nhá. Ví dụ như là ở đây là vị chanh này. Giá của nó thì như nhau luôn ạ. Giá của nó như nhau, chỉ quan trọng là mình thích cái vị gì, thích cái mùi gì á. Và cái công dụng của nó thì nó cũng hơi khác nhau một chút. Ví dụ như là cái tẩy da chết Araham vị chanh này ấy, thì nó sẽ liên quan đến làm sáng da của mình này. Và nó cung cấp vitamin C thì nó chủ yếu là nó liên quan đến làm sáng da của mình nhiều hơn. Đó. Nó cũng làm cái nó cũng rất là thích hợp với những người da dầu. Với những người da dầu thì nó cũng rất là thích hợp. Còn cái vị Araham mà gọi là Araham nâu á, mà nó liên quan đến cái mùi vị của nó khi mà mình dùng thì thực chất là để nói là vị sâm thì nó cũng không đúng lắm. Nó hơi vị sâm một chút, nhưng mà nó là sâm như kiểu là cho chị hai loại em giới thiệu đi. Chị ơi, cả hai loại này ấy, hay là hai loại phấn chị? Hai loại phấn đúng không chị? Hay là hai tẩy da chết ạ? Với cái loại này thì nó chủ yếu là nó giúp cho da của mình nó loại bỏ cái lớp sừng bên ngoài của da và nó cung cấp độ ẩm rất là tốt. Loại kem giá hơn 400 ý. Ok, có bạn. Phấn ok chị, thế em lấy cho chị cả hai hộp phấn này chị Liên nhá. Em sẽ lấy cho chị hai hộp phấn này. Em ơi, xuất ra cho chị hai cái này luôn nhá. Xuất cho chị Liên trong buổi ngày hôm nay luôn, ghi luôn cho chị hai hộp phấn này. Còn em nghĩ là cái nếu mà để lựa chọn với da dầu ấy chị ạ, với da dầu thì chị cân nhắc hai cái sản phẩm cho em. Thứ nhất là cái sản phẩm liên quan đến tẩy da chết Araham vị táo và sản phẩm tẩy da chết Araham của vị chanh này chị này, bởi vì cả hai vị này nó đều có chứa vitamin C, táo thì chứa vitamin A và cả hai loại này đều phù hợp với da của chị. Thứ nhất là cái da của mình ở qua cái tầm tuổi 30 là nó là tầm tuổi da lão hóa rồi, thì nó sẽ gặp những cái vấn đề liên quan đến nếp nhăn này, lớp sừng da sừng chết của mình nó cũng khó bóc tách hơn đó chị. Thì mình sử dụng hai cái dòng sản phẩm này nó rất là phù hợp. Nó chỉ có khác là cái loại này nó sẽ chống nhăn nhiều hơn, nó phù hợp với lại những cái da mà nó bị lão hóa nhanh ấy. Còn cái dòng này thì nó sẽ phù hợp với những người mà thích làm trắng. Thì chị Liên sử dụng cái dòng nào chị? Chị lấy chanh đúng không ạ? Rồi ok. Thế thì em sẽ lấy cho chị cái tẩy da chết Araham chanh này nhá. Và hiện tại thì cái mức giá mà bên em đang bán nó là 125.000 ạ. 125.000. Nhưng mà trong cái chương trình buổi ngày hôm nay thì bên em chỉ để cái mức giá là 75.000 thôi. 75.000 chị. Em ơi, tra lại mã hộ chị đi.
tra lại mã hộ chị nào 0070 là bao nhiêu em? Tẩy ra chết Abraham này. Tra lại mã hộ chị đi. 75.000 đúng không? Chị ơi đúng là 75.000 chị ạ. Thì cái sản phẩm này của chị sẽ là 75.000 nhá. Cộng 3 sản phẩm cho chị xem là giá của nó là bao nhiêu để chị báo với chị Liên nhá. Da không đều màu, chỗ trắng chỗ đen thì dùng thế nào được ạ? Chỗ trắng chỗ đen luôn hả em? Thật ra thì Thảo ơi, với da của chị em mình thì không có làn da nào đều màu hết em. Cho mình luôn sản phẩm tẩy tế bào da chết đi Dung. Ok, chị chia sẻ với Thảo trước một chút nhá. Cái làn da của mình thì không có cái da nào nó gọi là cái da ok và ok bạn. Không có làn da nào là làn da liên quan đến nó sáng toàn bộ bề mặt da. Bề mặt da của mình ấy nó theo một cái rất là tự nhiên, đó là da của chúng ta sẽ không đồng đều về bề mặt da. Đặc biệt là khi mà da của chúng ta từ độ tuổi 25 đến 30 trở lên ấy, thì với phụ nữ thì nó sẽ xuất hiện những cái nếp tàn nhang này, nám này rất là nhiều ở cái vùng gò má của mình ấy, nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Ok, gái tre nhắn địa chỉ và số điện thoại giúp mình nhá. Thì mình sẽ gửi quà cho bạn. Thì với tất cả những cái làn da thì hầu hết nó sẽ không đồng đều màu, cái đấy là chị khẳng định. Chỉ có điều là nó nhiều hơn hay nó ít hơn thôi. Và tất cả những cái dòng sản phẩm đấy của bên chị thì nó đều giải quyết được cái vấn đề liên quan đến làm trắng hết. Nó sẽ làm đồng đều bề mặt da của mình. Cái sản phẩm làm trắng thì nó hỗ trợ việc đấy mà. Có nước hoa không? Chị ơi bên em thì không có bán nước hoa chị ạ. Sới giới thiệu về sữa mặt đi Dung. rồi ok, đợi mình một chút nhá. Thì mình nói lại về cái sản phẩm này được đúng không? Khi nào mà đạt mốc 200 người xem thì báo với chị luôn nhá. 200 người chia sẻ ấy, thì báo với chị luôn. Cho chị sản phẩm tẩy tế bào da chết Dung nhé. Ok chị. Lâu lắm rồi em không gặp anh chị ạ. Anh chị khỏe không ạ? Lâu lắm rồi chị nhờ. Lâu lắm rồi em không gặp. Em cảm ơn chị nhá. Lan Anh ghi đơn cho chị nhá. Lúc nãy gài tre quan tâm đến cái sản phẩm này đúng không bán? Đúng không? Hay là bạn quan tâm đến sản phẩm body nhỉ? À sản phẩm này đúng không? Rồi ok bạn. Cái sản phẩm này thì chắc là mình sẽ không phải nói nhiều về nó nữa, bởi vì là nếu mà mình nói thì không bằng cái việc là các anh các chị các bạn tự tìm hiểu, bởi vì mọi người sẽ nghĩ là cái người bán hàng thì bao giờ cũng sẽ nói tốt cho sản phẩm. Tuy nhiên thì cái sản phẩm này nếu mà khi mà mình xem các review ở trên YouTube ạ, hoặc là mình quan tâm đến những cái trang liên quan đến làm đẹp, thì mọi người sẽ biết là cái dòng sản phẩm này được rất là nhiều người review, rất là nhiều nước review luôn. Nó không chỉ người Việt mình, không chỉ người Hàn Quốc mà được rất nhiều nước review cái dòng sản phẩm này. Ok, chính xác. Bởi vì bản thân mình á, bạn cũng thấy là mình cũng không trang điểm loè loẹt. Từ trước đến giờ mình cũng trang điểm rất là nhẹ nhàng, bởi vì là mình muốn là mình có da khỏe thôi. Bởi vì trang điểm thì nó không phải là hóa trang. Nếu mà mình trang điểm mà hóa trang có nghĩa là lúc mà mình tẩy trang lên nhìn mình sẽ rất là sợ. Nhưng mà mình dùng những sản phẩm dưỡng tốt đó, thì nó sẽ là khi mình trang điểm và không trang điểm nó chỉ khác nhau một chút thôi. Tức là nhiều khi là cái da mình nó đẹp rồi thì mình chỉ cần đánh một cây son nên là da mình nó đã tự khỏe, tự đẹp rồi. Chứ còn nếu mà không á, là mình bắt buộc là lúc nào mình phải trang điểm đi ra ngoài, đúng không? Thì cái sản phẩm này hiện tại cái giá đang để ở cửa hàng mình là 455.000. Nhưng mà trong buổi ngày hôm nay thì check mã cho chị gái ơi. 119 là bây giờ buổi ngày hôm nay cho chị về cái giá nhập là bao nhiêu em? Một không một một chín bao nhiêu em? 335 ạ. Cái sản phẩm này nó sẽ có giá là 335.000 bạn nhá. 335.000 cái sản phẩm này.
cái sản phẩm này nó sẽ có giá là 335.000. Nếu mà Gài Tre lấy thì Gài Tre gửi cho mình cụ thể những cái sản phẩm nhá, những cái mã sản phẩm để mình còn biết được mình gửi cho bạn, hoặc là bạn để lại cái số điện thoại thì cuối giờ nhân viên bên mình sẽ gọi điện thoại lại cho bạn, hoặc là vào sáng mai nhân viên bên mình sẽ gọi điện thoại lại cho bạn nhé, nếu không thì mình sẽ không nhớ hết được sản phẩm mất. Ok bạn. Nói về sữa mặt thì chắc là Gà Tre ơi, sữa mặt thì bên mình nó có rất là nhiều loại. Cảm ơn Trang. Hôm nào Trang ra Hà Nội thì cho cả em bé ra nhá, cũng lâu rồi chị chưa gặp Trang. Ok Gà Tre, cho cả em bé ra để chị Dung gặp nhá, lâu lắm rồi không gặp em bé. Ok bạn. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ vào các cái trang từ trang cá nhân này đến các nhóm. Nhiều người chia sẻ càng nhiều thì cái phần quà này em muốn trao quá rồi. Em đợi lâu quá, em muốn trao quá. Lấy chồng rồi quên đất Hà Nội luôn à em? Đây là cái sản phẩm chống nắng các chị nhá. Thật ra thì cái sản phẩm chống nắng này ở bên cửa hàng em cũng không nhiều lắm. Em chào chị Oanh. Chị Oanh ăn cơm chưa ạ? Cho chị kem dưỡng nữa. Em đẹp lắm Dung ơi, ôi chết mất. Ông cứ rửa mắt nào, ngày đang rửa đây. Thế ạ? Mình đang rửa cái gì của gì nhỉ? Cái gì của hãng gì nhỉ? Rửa mắt của gì? Kem dưỡng. Chị Liên ơi, chị Liên dùng các dòng kem dưỡng làm trắng hay là chị muốn dùng kem dưỡng nào chị? Có rất là nhiều dòng kem dưỡng chị Liên ạ. Cho lên xe em. Một lần dùng kem của nước ngoài gửi về son đâu. Son. Chào cô ạ. À, cũng bỏ ra được đúng không? Cửa hàng bên cháu hơi ấm đúng không? Cô ơi, nếu mà cô dùng nước rửa bát của Amway rồi cô dùng thử bên cháu nhá. Cái giá của nó thấp luôn so với giá của Amway. Nhưng mà để phải dùng hết cơ. Vâng, đấy thì... Ôi, bây giờ nó đang giảm giá. Vâng, trong... Chị đem vào hả? Xem có xương không? Cô ạ. Sản phẩm liên quan đến làm trắng ạ. Chị ơi, nếu mà làm mặt nhá, làm mặt thì chị dùng cái dòng sản phẩm này cho em đi. Chị Liên ơi, nếu mà cái này là vào sử mình sử dụng cái dòng sản phẩm làm trắng này là vào ban ngày thì khi mà chị dùng lên thì cái cảm nhận đầu tiên của chị ấy, bởi vì bạn ấy sử dụng cái công nghệ bắt sáng, cái công nghệ bắt sáng nên là ngay lập tức là mình sẽ thấy là da của mình nó sáng hơn rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ bôi mình buổi sáng và buổi tối, nhưng mà buổi tối mình thì nó sẽ có một loại kem khác để mà mình dùng, thì nó sẽ liên quan đến dưỡng ẩm nhiều hơn. Còn cái kem này thì nó sẽ phù hợp nhiều với việc là mình sử dụng để liên về làm trắng vào ban ngày á, tại vì nó không bị dính dít thì nó không liên quan nhiều đến dưỡng ẩm. Nếu mà muốn dưỡng ẩm thì em sẽ tư vấn cho chị dòng kem này nhá. Đây chị Liên ơi, cái sản phẩm cái này nó là kem đêm chị nhá. Các chị có nghe rõ không ạ? Hiện tại cửa hàng em đang hơi đông khách, đông ra là nên là nghe không rõ lắm đúng không ạ? Đây là rửa bát hả?
còn có cái nước để rửa, rửa ví dụ mà lau nhà, lau cửa hoặc là lau bàn ghế có. Tôi hiện tại thì bên cháu chỉ có nước nước rửa bát là theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc, nhưng mà dùng nó y như Amway luôn, nhưng cái giá của nó thì rất là tốt. Vâng đấy, với lại cái nước giặt đó cô ạ. Thì em xin lỗi nha, tại vì hơi đông khách nên đâm ra là em bị phân tán ạ. Thì hai cái dòng sản phẩm này này, nó là hai cái dòng sản phẩm liên quan đến làm trắng. Và mình sẽ dùng cái này vào ban ngày, cái này thì vào buổi tối. Trong cái chương trình mà bên em đang có chương trình chiên khách hàng á, thì cái giá của nó sẽ để lại rất là tốt. Cái này thì như em xem lại là nó là giá là 335.000, và giá bán thực của nó là 445.000. Đúng rồi, 455 ạ, 455. Còn cái dòng sản phẩm dưỡng trắng cả ban đêm á, thì nó sẽ cung cấp độ ẩm nhiều hơn. Và cái giá hiện tại của nó đang là 595.000 ạ, 595.000. Nhưng mà trong buổi ngày hôm nay thì cái giá nó sẽ tốt hơn. Gái ơi, lên đây tra cho chị cái mã 115. 115 xem là bao nhiêu em. Chị Liên ơi, cái sản phẩm này ấy, nó còn giá là 385.000 nhá. Còn giá là 385.000. Và hai sản phẩm này nó sẽ sử dụng được trong vòng thời gian là tầm khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi. Nếu mà ngày nào mình cũng dùng đều đặn thì từ 3 tháng đến 3 tháng rưỡi thì nó sẽ hết sản phẩm. Còn nếu như mà mình dùng lâu á, nếu mà các chị bóc sản phẩm ra và dùng lâu hơn á, thì cái sản phẩm này mình sẽ để được trong vòng 12 tháng. Còn sản phẩm này thì nó sẽ để được trong thời gian, để em xem nhá, đợi em một chút. À, nó cũng là 12 tháng chị ạ. Thì hai sản phẩm này khi mà bóc sản phẩm ra, nếu mình dùng không hết ạ, thì mình dùng được trong vòng 12 tháng. Còn nếu mà mình sử dụng đều đặn hàng ngày thì mình sẽ dùng trong vòng 3 tháng là nó sẽ hết. Bởi vì cái ml của nó, cái sản phẩm này thì nó là 65 ml ạ, 65 ml cái sản phẩm này. Còn cái sản phẩm này thì nó là 50 ml. Cái dạng này nó sẽ loãng hơn. Và có một cái đặc điểm của cái sản phẩm này là ngay lập tức khi mình bôi vào da của mình ấy, là nó sẽ thấm vào da luôn, và nó không để lại bất cứ một cái hiện tượng dính dít này hay là nó dày trên bề mặt da của mình hết, mà ngay lập tức là nó sẽ thẩm thấu vào da của chúng ta ngay. Nên là hai cái sản phẩm này khi mình bôi là mình thấy là rất là thích. Các chị chia sẻ giúp em nhé. Các chị chia sẻ vào các trang giúp em đi ạ. Em xin phép là được nhắc lại cái thể lệ mini game ngày hôm nay một chút. Đó là khi mà các chị chia sẻ giúp em thì các chị giúp em là ghi số điện thoại vào giúp em này và họ tên của các chị. Sau đó thì cái khách hàng mà chia sẻ lượt số 200 thì em sẽ gửi một phần quà đầu tiên, đó là một cái sản phẩm chống nắng của bên em. Sau đó khách hàng mà chia sẻ đến lượt thứ 400 ấy thì em xin phép là sẽ tặng ngay một cái phần quà là một cái sản phẩm kem dưỡng dành cho da mặt liên quan đến làm trắng da. Và cái sản phẩm tiếp theo nó là cái sản phẩm với cái mức khách hàng là 500 thì em sẽ gửi tặng một cái phần quà trị giá là hơn 500.000. Và các chị chỉ việc là cho em số điện thoại thôi, cho em số điện thoại và em sẽ gửi ship đến tận nhà cho các chị luôn ạ. Các chị chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ giúp em đi ạ. Các chị đợi em một chút nhá. Các chị đợi em một chút ạ. Em xử lý hàng một chút đã nhá.
Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Khi mà các chị chia sẻ giúp em thì thật ra là với cái chương trình ngày hôm nay ấy, là một cái chương trình mà bên em tri ân đến khách hàng, nên là em cũng rất là mong các chị chia sẻ vào từ trang Facebook cá nhân của các chị, cũng như là chia sẻ với lại rất là nhiều các cái trang cá nhân của các bạn bè khác, bởi vì là cái chương trình này là cái chương trình mà bên em thực sự là rất là muốn tri ân đến tất cả khách hàng, bởi vì bản thân em cũng là một người phụ nữ. À, cũng rất là giống như là rất là nhiều bạn khác cũng muốn làm đẹp, cũng muốn là mình có được sử dụng những dòng sản phẩm tốt. Tuy nhiên thì để mà có những cái mức giá mà để mình có thể ngay lập tức mình mua hàng được ấy, thì không phải lúc nào mình cũng có thể làm được điều đấy, bởi vì chị em mình thì nó có rất là nhiều bận tâm. Nếu mà cái to tát một chút thì là mình bận tâm đến chồng, đến con, cái bận tâm nhiều hơn một chút nữa là mình sẽ bận tâm về công việc, hay là mình rất là nhiều mối quan hệ nội ngoại, bạn bè. Ngoài ra thì những cái bận tâm cá nhân như là quần áo, như là đầu tóc cũng rất là nhiều. Và về da thì đôi khi là chị em cũng rất là thích, nhưng mà nó không còn đủ thời gian cũng như là không còn đủ chi phí để cho cái việc là chúng ta chăm sóc da nữa. Chính vì thế mà trong chương trình Tri Ân ngày hôm nay á, em rất là muốn các chị chia sẻ nhiều hơn nữa những cái dòng sản phẩm của những cái buổi chia sẻ của em ngày hôm nay, để cái buổi chia sẻ này đến được với nhiều người hơn ạ. Và khi mà đến được với nhiều người hơn thì nếu như mà ai mà chưa kịp mua hàng của em trong ngày hôm nay thì các chị cứ để lại số điện thoại cho em nhé. Các chị để lại số điện thoại và comment phía dưới cho em thì em sẽ gọi điện thoại đến từng người và em sẽ chia sẻ lại với từng người ạ. Và em muốn là trong cái chương trình buổi ngày hôm nay của bên em ạ, thì là bên em sẽ bán hàng không lợi nhuận luôn. Tất cả các sản phẩm của bên em ngày hôm nay thì em sẽ đều để về cái mức giá tốt nhất. Bên em thì thực sự là trong cửa hàng nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật, của Hàn, của Pháp hoặc là của Mỹ, và có rất là nhiều sản phẩm hot, rất là nhiều dòng sản phẩm hot luôn ạ. Ví dụ như hôm nay em có chia sẻ cái dòng sản phẩm của Aven chẳng hạn, là cũng là một trong những dòng sản phẩm của Pháp được rất là nhiều người thích. Cho mình sản phẩm sữa mặt nữa dung nhé. Ok bạn, bạn ơi tớ hỏi một chút này, là sữa mặt thì da của bạn ấy là thuộc dòng da dầu hay là da khô hay là da nhạy cảm, thì tớ sẽ chia sẻ với bạn các cái dòng sản phẩm sữa mặt nó phù hợp, thì cho mình thêm thông tin nhá. Bởi vì là nếu mà tư vấn chung chung á thì mình sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm nó sẽ không đúng, và cách dùng mà không đúng thì cái hiệu quả của mình nó sẽ không cao. Da dầu, ok, nếu mà da dầu thì mình có 3 sản phẩm cho bạn lựa chọn. Liên ơi, lấy cho chị cái dòng sản phẩm sữa mặt của Nhật là một này, dòng sản phẩm sữa mặt của Mikirex da dầu, và dòng sữa mặt của Mikirex cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm của Milky Red này bạn này. Cái dòng sản phẩm này ok cái dòng sản phẩm này thì nó là dòng sản phẩm mà dành riêng cho da dầu và da dễ bị mụn, tức là những cái da dầu là những cái dòng da dễ bị viêm á, thì mình sẽ dùng cái dòng sản phẩm này. Nếu mà khách quan một chút thì nói thật là cái dòng sản phẩm này thì mình không thích bằng cái sản phẩm mà mình có trên tay ở bên này. Mức giá thì mình thấy là nó cũng xem nhau bạn, mức giá thì nó cũng xem nhau thôi, nó cũng không khác nhau nhiều. Cái mil thì nó cũng như nhau luôn bạn, mil thì như nhau nhá, mức giá cũng xem nhau. Nhưng nói thật là với cái dòng sản phẩm này thì bản thân bạn không thích bằng dòng sản phẩm này, bởi vì sao? Bởi vì cái dòng sản phẩm này nó lành tính đến mức độ em bé cũng dùng được bạn này, bạn thấy không?
tức là em bé cũng dùng được sản phẩm này luôn. Và cái sản phẩm này thì nó dùng công nghệ sinh học, tức là nó nhẹ dịu với da và nó an toàn đến mức độ là em bé của mình cũng dùng được luôn. Và cách dùng thì mình sẽ dùng cái lưới đánh bọt á, và mình đánh ra thì nó sẽ chuyển thành dạng kem luôn, và nó rất là keo, nó rất là keo. Mình rửa lên thì nó sẽ giống như là kem trên bong bóng trên bánh gato ấy, nó sẽ keo đến những mức độ như vậy. Còn cái sữa mặt này thì thực chất mà nói thì nếu mà da của ai mà cũng là da dầu nhưng mà nó nhạy cảm một chút ấy, thì dùng nó sẽ không ok bằng. Thì mình bạn nghĩ thử xem coi là da của mình nó có dễ bị tình trạng ngứa không? Bởi vì có rất là nhiều khách hàng da dầu thì nghĩ là da mình khô, tức là dầu thì nghĩ là da mình thiếu nước luôn ấy, nhưng mà da dầu và độ ẩm thì nó khác nhau bạn nhé. Nên là da dầu thì vẫn có thể thiếu độ ẩm, nên là nếu mà da của bạn nó nhạy cảm hơn bình thường một chút ấy, thì bạn có thể quan tâm đến dòng này cho mình nhé. Da mình không bị ngứa đúng không ạ? Ok, nếu như thế thì bạn có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng luôn á. Bình thường thì bạn cho cái sản phẩm ra tay đúng không, và bạn xoa như này đúng không, và sau đấy bạn hắt nước lên rồi bạn rửa mặt đúng không. Da mình không có mụn, ok, không có mụn thì dùng cái này nhá. Về cái này nó sẽ dành cho da dầu và mụn, tức là những cái người mà da dầu mà dễ bị mụn đó, thì mình sẽ dùng cái này, còn nếu mà không thì bạn dùng với mình cái này. Nói chung hai cái sản phẩm này thì bạn đều có thể dùng được. Mình hướng dẫn cho bạn dùng sữa mặt một chút nhá. Và cái cách đánh bọt mình nghĩ là hơi khác so với lại cái cách bạn dùng thông thường hàng ngày đấy, và bạn sẽ cảm nhận luôn thấy cái sự khác biệt đó. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn trực tiếp tại đây luôn nhá. Bạn ơi, mình sẽ dùng cái lưới bông tắm này này. Cái lưới này là do mình tự tạo ra thôi. Nó rất là, nếu mà cái lưới bông tắm thì nó to, nhưng mà cái lưới này thì nó nhỏ hơn bạn này. Và mình sau khi mình dùng xong thì mình sẽ treo nó lên. Đó. Và cái lưới bông tắm này thì khi mà bạn dùng á, thông thường là bạn cứ cho cái sản phẩm sữa mặt ra tay và bạn xoa lên thôi. Cho nước bạn xoa lên và bạn rửa mặt. Thì cái dạng bọt của nó bạn thấy là nó dạng bọt khá là to nhá. Nhưng mà khi bạn sử dụng cái lưới đánh bọt này này thì bạn sẽ thấy là các hạt phân tử của sữa mặt ấy nó sẽ ở cái dạng siêu nhỏ luôn. Nó sẽ rất là mịn và nó siêu nhỏ, và thậm chí là nó ở cái dạng là nhỏ hơn cả lỗ chân lông của mình luôn, để nó có thể đi vào làm sạch sâu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhá. Bạn lấy sữa mặt này và bạn cho ra lưới như thế này giúp mình, và bạn vò nhé. Bạn vò này, vò tầm 30 giây thôi, sau đó mình vuốt cái bọt này lên. Thì lúc này cái lưới của mình nó sạch rồi đấy, mình bỏ ra thôi. Thì bạn thấy cái dạng bọt của nó ấy, nó rất là keo bạn. Đây bạn nhìn thấy không? Nó không rơi được luôn mà. Nó không rơi được luôn, bởi vì nó rất là keo. Nó lúc này thì cái phân tử của cái dạng sữa mặt nó bị phá vỡ ra, và nó bóc tách cái hạt phân tử thành cái dạng siêu nhỏ luôn. Thì bạn thấy nó y hệt như là kem trên bánh sinh nhật luôn đấy, bạn thấy không? Đấy, nó rất là keo đó, và nó không thể rơi được. Và mình càng rửa nhá, mình càng rửa các bạn này. Với các cái dòng sữa mặt của Nhật thì nó sẽ bởi vì nó dùng công nghệ cao á, thì nó sẽ làm cái điều này dễ hơn với những dòng sản phẩm của Hàn. Thì bạn thử dùng theo phương pháp của mình nói nhá, thì bạn sẽ thấy này, khi mình càng rửa là nó không tan đi, mà càng rửa nó sẽ càng keo luôn bạn. Bạn thấy không? Càng rửa mà nó sẽ càng keo lại, bởi vì lúc này các phân tử của nó bị bóc tách rồi bạn, nó biến thành cái dạng siêu nhỏ luôn, và nó đi làm sạch sâu tận dưới lỗ chân lông của mình. Và sau đó mình cần xả nước ra là thôi, là nó sẽ tự sạch nhá. Lan Anh ơi, Lan Anh cầm hộ cho chị, cầm hộ chị để chị cho mọi người xem. Nó tự trôi đi thôi. Thank you.
Ok. Trời ơi, các chị vào lại đi ạ. Các chị vào lại giúp em nhá. Chắc là lúc nãy do mạng lỗi hay là do nào ấy mà nó lại bị thoát ra mất rồi. Các chị chia sẻ lại bài viết lại giúp em ạ. Các chị vào chia sẻ lại giúp em nhá. Tại vì lúc nãy chắc là do mạng hay là do cái lý do gì đấy mà em thấy là nó bị bật ra ngoài mất và em sẽ phải làm lại ấy. Nên là các chị chia sẻ lại giúp em. Bởi vì cái lỗi mà nó ngẫu nhiên như thế này nên là em xin phép là được thay đổi thể lệ cuộc chơi một chút ạ. Cái lượt chia sẻ thứ 20 thôi ạ, thì em sẽ ngay lập tức là em sẽ tặng phần quà đầu tiên luôn. Bởi vì cái sự cố vừa rồi nên em xin phép là lượt, chỉ cần là lượt chia sẻ thứ 20 thì em sẽ tặng ngay món quà đầu tiên cho các chị ạ. Các chị vào chia sẻ lại bài viết giúp em nhá. Ok. Rồi nhưng mình trắng quá mới đi làm bà vật cả đầu. Các chị vào chia sẻ lại bài viết giúp em nhé. Lúc nãy chắc là do phần mạng của bên em hơi kém hay sao ấy nên là em chia sẻ các bài viết nhưng mà không tự nhiên nó bị tắt mất. Thì em thực sự là em rất là xin lỗi, và để mà chuộc lỗi lại thì chắc em xin phép là lượt chia sẻ thứ 20 thì với lượt chia sẻ thứ 20 thì bên em sẽ gửi phần quà đấy dành cho khách hàng luôn. Và các chị giúp em luôn là cho em số điện thoại và cho em một chấm họ tên của các chị để em biết được là khách hàng nào ạ. Các chị cho em một chấm được không ạ? Chị Liên ơi, mai em gửi hàng cho chị luôn ạ. Chắc là trong buổi sáng ngày mai thì em mới gửi luôn cho chị. Ok, ok gà tre nhá. Mai tớ gửi đồ cho bạn. Chắc là trong sáng ngày mai thì em sẽ gửi quà cho chị, gửi đồ cho chị luôn. Thì chắc là tầm em gửi nhanh thì chắc là tầm 2 ngày đến 3 ngày là mình nhận được thôi. Em không gửi xe nhá. Em gửi bằng chuyển kia thì là người ta mang hàng đến tận nơi cho mình luôn, mình không phải đi đón xe. Nhưng mình đi đón xe thì nhiều khi nó cũng mệt ấy. Với lại em xem dự báo thời tiết hình như là ngày mai ngày kia thì bắt đầu trời mưa hay sao á, nên là tốt hơn hết là mình để cho có người ta chuyển về tận nhà cho mình thì mình cũng chủ động về thời gian hơn. Các chị vào chia sẻ lại giúp em nhá. Em giờ này thì cũng muộn rồi thì em xin phép là đến cái lượt chia sẻ ở bài này thì đến lượt chia sẻ thứ 20 thì bên em sẽ ngay lập tức là sẽ tặng quà luôn ạ. Giá sản phẩm sữa mặt đi dung quên nhờ, lúc nãy không nói đến giá sữa mặt. Cái giá của dòng sữa mặt này ấy, thì nó là 285.000 bạn ơi, nhưng mà bây giờ cái mức giá của nó ở cửa hàng mình đang để là 185.000. Cái sản phẩm này bây giờ nó có giá là 185.000 bạn nhé.
Ok, còn cái sữa mặt này thì nó là sữa mặt collagen tươi của Nhật. Thì nó có giá bán của bên mình là 220.000. Và giá đề nghị bây giờ á, nó là 155.000 bạn. 155.000. Hai cái sản phẩm này thì bây giờ nó đang chênh lệch nhau là cái này 155.000 này, cái này 185.000 này. Thì nó đang chênh lệch nhau mất 30.000. 30.000. Ok, có gì mách để chị mua nhé em gái. Ok chị, em mách nhỏ của chị nữa là cho mình sản phẩm của Nhật nhé bạn. Ok bạn, em mách nhỏ với chị một chút là chuẩn bị sang sang tuần đấy, là bên em còn có chương trình cũng của công ty nhưng mà không phải của mỹ phẩm mà của bên thời trang cơ. Do thời trang công sở, do bên em thiết kế, có nhà thiết kế riêng, có stylist riêng và đang có chương trình sale gần Tết ấy, rất là ok. Ok bạn. Đấy, thì nếu mà chị mà muốn mua thì em sẽ tag tên chị vào trong cái Facebook của bên công ty em nhá, Facebook liên quan đến đồ thời trang á. Em ơi, khi nào mà đạt 20 người chia sẻ thì bảo chị nhá. Đạt mốc 20 người chia sẻ thì chị sẽ tặng quà luôn. Tại vì rất là xin lỗi, lúc nãy thì đạt mốc rất là cao rồi nhưng mà tự nhiên nó bị ao ra ngoài. Bây giờ em lại phải làm lại một cái bài khác. Sao mạng lại kém thế nhỉ? Về cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ và gia đình em nhé. Em cảm ơn chị ạ. Các chị giúp em là cho em số điện thoại nhé. Và các chị chia sẻ bài viết giúp em đi. Chia sẻ lên trang cá nhân của các chị này, chia sẻ lên rất là nhiều các cái nhóm giúp em á, thì 20 người lượt xem đầu tiên thôi, 20 người mà chia sẻ đến cái người số 20 á thì em xin phép được tặng quà luôn. Bởi vì em cũng muốn xin lỗi là lúc nãy cái lượng người chia sẻ nó gần đạt đến mức cái mốc mà em đưa ra rồi, nhưng mà em lại chắc là do mạng nó như thế nào ấy thì nó bị thoát ra luôn ấy. Chị đợi em một chút, em trả lời tin nhắn của khách nhé.
Gái ơi, không, cửa hàng này không phải là của chị Tình ơi. Nếu mà nói cửa hàng này là của chị thì không đúng. Thật ra thì chị là quản lý của cửa hàng thôi. Hơi khác đúng không? Chị già hơn nhiều rồi. Ngày trước là chị, lúc đấy là chị trẻ trâu, à chị trẻ nghé, bây giờ chị là trẻ trâu rồi. Chị già hơn rồi em. Cửa hàng này thực chất thì chị cũng chia sẻ một chút. Cửa hàng này thì là của công ty chị, công ty chị làm việc ấy, chứ không phải là công ty do chị là người đứng đầu đâu. Công ty chị hiện tại là đang làm việc ở đây, và làm việc ở đây thì thực sự là cũng có một cái duyên rất là hay. Bởi vì tất cả những cái dòng sản phẩm hiện tại có mặt trong cửa hàng á, là do chị Dung chọn. Và chị cũng tìm hiểu rất là kỹ rất là nhiều dòng sản phẩm, và cũng hướng đến làm sao mà mình có những cái dòng sản phẩm mà nó không chỉ tốt về chất lượng mà nó còn phải tốt về mức giá nữa, để cho tất cả các chị em mình đều có thể dùng được. Và chị thì chị sợ nhất là những cái dòng kem trộn hiện tại bây giờ, sợ nhất là như vậy. Bởi vì là bây giờ cái lượng người sử dụng kem trộn đó, đặc biệt là ở các tỉnh, thì nó rất là nhiều luôn. Và mình cũng muốn hướng đến là làm sao để mọi người dùng những cái dòng sản phẩm liên quan đến chăm sóc da này, dưỡng trắng hay là chống lão hóa, hay là phục hồi da, hay là điều trị mụn chẳng hạn, thì để cho mọi người có một cái cách nhìn đúng hơn về cách chăm sóc da, có những cái cách nhìn tốt hơn về các cái bước để mà mình nuôi dưỡng da của mình ấy mà nó lâu dài đó. Thì cái cơ duyên đó là cũng rất là may, vì chị được làm việc ở đây thì công ty cũng cho chị rất là nhiều cơ hội ấy. Và tất cả những cái dòng sản phẩm mà chị lựa chọn thì chị nghĩ là bất cứ khách hàng nào vào cửa hàng cũng đều có thể mua được 1-2 sản phẩm để phục vụ cho cái lợi ích cá nhân của mình đó. Thì cửa hàng bên chị, công ty chị làm có những hai mảng cơ, về mỹ phẩm và về thời trang. Hôm nào rảnh thì lên đây với chị Dung nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ giúp em. Em biết là giờ này cũng bắt đầu là giờ muộn rồi, cũng có nhiều người phải dậy con học bài này, cũng chuẩn bị cho các bạn nhỏ đi ngủ rồi. Thì em cũng rất là xin lỗi, bởi vì là cái lượt chia sẻ vừa rồi thì nó gần đến mục đích để em tặng quà rồi ấy. Nhưng mà vì là em lúc đấy không biết, chắc là do mạng lỗi hay như thế nào ấy, thì nó bị thoát mất ra ngoài, và em phải làm lại cái livestream này. Thì em xin phép là đến lượt khách hàng số 20 thôi, thì khách hàng số 20 chia sẻ thì em sẽ ngay lập tức là tặng cái phần quà đầu tiên, và các chị cho em số điện thoại luôn nhá. Thì em sẽ đọc tên Facebook của người đó, thì các chị nhớ cho em là các chị cho em số điện thoại luôn, thì em gọi điện thoại trực tiếp để em xác nhận và xin địa chỉ, và bên em sẽ gửi quà đến cho khách hàng đấy luôn ạ. Đúng rồi em gái, làm cả về mỹ phẩm và thời trang luôn em. Thời trang thì chỉ có thời trang với công sở thôi, tức là nó phù hợp với những người đi làm bên công sở ấy. Thì nó chủ yếu là có áo sơ mi này, vest này, chân váy này, hoặc là váy liền. Nó phù hợp với chị em làm ở văn phòng, làm ở công sở nhiều hơn so với lại những cái đầm mà dành cho các bạn teen. Bởi vì là nó liên quan đến sự cái keyword của cái sản phẩm đó, thì nó là những cái dòng sản phẩm phục vụ cho các chị em để mình có thể là đến những cái nơi mà văn phòng công sở và nó lịch thiệp đó. Cái thời trang của bên chị thì nó là thời trang như vậy. Thì hôm nào qua nhá, hôm nào tranh thủ thời gian thì em qua với chị. Cái link nó vừa ở đây xong đấy. Ừ. Vào hình càng đẹp chứ sao? Vào hình càng đẹp và hoành tráng chứ sao? Sao phải ngại?
Hôm nào có dịp ra Hà Nội em ghé qua chơi nhé. Ơ em không ở Hà Nội nữa à Tình ơi, chị tưởng là em vẫn làm ngoài này. Em về nhà rồi à? Em về lúc nào vậy? Nên chị cũng không biết thông tin của em. Sorry em nhá. Thế hôm nào ra ngoài Hà Nội thì chị em gặp nhau. À mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Để chia sẻ cái live stream này thì các chị chia sẻ nhiều giúp em. Thì với những người đầu tiên thì em cũng muốn nói lại là em xin lỗi. Bởi vì là cái video trước em chia sẻ ok cái video trước thì cái lượt chia sẻ thì nó cũng gần đạt được cái mốc mà em đưa ra rồi, nhưng mà bởi vì là do trục trặc của mạng nên là nó bị thoát ra ngoài rồi ấy, nên là chính vì thế mà cái ở livestream này thì với đạt mốc là 20 lượt chia sẻ thôi thì ngay lập tức là em sẽ tặng phần quà luôn, và sau đó thì em sẽ chia sẻ về những cái dòng sản phẩm mà cửa hàng em có và những cái dòng sản phẩm mà các chị quan tâm ạ. Ok chị ạ. Tí nữa em gửi tin nhắn cho chị Liên nhá. Tí nữa em gửi tin nhắn cho chị ạ. Em thấy là có lượt chia sẻ số 25 rồi ạ. Nên là lượt chia sẻ của người số 20 thì hiện tại là bây giờ em đang tìm. Thì sau khi tìm được Facebook của người đấy thì em sẽ gọi điện thoại trực tiếp luôn ạ. Em ơi tìm hộ chị. Chia sẻ liên tục. Lượt chia sẻ số 20 thì em xin phép là được tặng cái sản phẩm kem chống nắng này nhá. Cái sản phẩm kem chống nắng này thì em xin nhắc lại một chút là nó là một trong những sản phẩm rất là hữu ích và rất là cần thiết đối với chị em mình bắt đầu từ khi mà mình tiếp xúc với lại ánh nắng mặt trời ấy. Ví dụ như đặc biệt là vào mùa hè chẳng hạn, thì cái sản phẩm kem chống nắng này nó sẽ giúp cho chị em mình bảo vệ cái da của mình rất là tốt. Đó.
Và cái kem chống nắng này ấy, nó sẽ bảo vệ da của chị em chúng mình này, nó hạn chế cái tình trạng da của chúng ta bị nám và tàn nhang đấy. Nên là chính vì thế mà cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho da của chúng ta hạn chế được cách tối đa nhất cái hiện tượng mà tăng sắc tố melanin, cái hiện tượng tăng sắc tố melanin. Chính vì thế mà với cái sản phẩm này nó sẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được. Bình thường một SPS ấy, một cái khẩu trang bịt mặt thì một SPS của nó là rơi vào là 5 SPS, một khẩu trang nó là 5 SPS. Vậy thì để mà chống nắng được cho da của chúng ta tốt ấy, thì chắc là chúng ta phải dùng đến 6 cái khẩu trang. Nhưng mà với cái sản phẩm này ấy, SPS của nó là 50 và PA là 2+, tức là nó bảo vệ được cả tia UVA và UVB luôn. Thì cái sản phẩm này nó sẽ rất là hữu ích cho chị em chúng ta vào trong mùa này. Thì cái giá của sản phẩm này tại thời điểm này bên em đang để là 345.000, 345.000 ạ. Và bên em thì đã, như bên em đã nói là với lượt chia sẻ số 20 thì bên em sẽ gửi tặng cái phần quà này cho khách hàng đầu tiên. Em mới tìm được khách hàng đầu tiên cho em. Các chị đợi em một chút nhé, để em và em xem lại cho là số lượt chia sẻ số 20 là ai ạ. Để em sẽ công bố và em sẽ gọi điện thoại trực tiếp luôn, đợi em một chút nhé. Milky Red nó là dòng sản phẩm của Hàn Quốc, và dòng sản phẩm này thì nó thiên hẳn về làm trắng luôn, nó thiên hoàn toàn về làm trắng luôn. Em ơi, tìm được khách hàng số 20 chưa? Bạn Nguyễn Phương Liên à? Bạn Nguyễn Phương Liên ơi, bạn Nguyễn Phương Liên cho mình cái số điện thoại của bạn Nguyễn Phương Liên luôn nhá. Bạn ghi số điện thoại của bạn Nguyễn Phương Liên luôn vào trong cái phần livestream này của bên mình này. Và bên mình sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho bạn để gửi phần quà cho bạn luôn. Bạn Nguyễn Phương Liên đúng không ạ? Bạn Nguyễn Phương Liên cho bên mình xin thông tin nhá. Bạn chia sẻ luôn giúp mình họ tên của bạn này, số điện thoại của bạn Phương Liên luôn, và để bây giờ mình sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho bạn Phương Liên được không ạ? Xin lỗi, bởi vì là lúc nãy chính xác. Vợ vẫn đang nhìn nhiệt tình livestream. Bạn Phương Liên còn ở đấy không ạ? À, bạn Phương Liên đây rồi ạ. Bạn Phương Liên, số điện thoại của bạn Phương Liên là 0977. Bây giờ mình sẽ gọi luôn cho bạn Phương Liên nhé. 0977 299988. Bạn Phương Liên đây, bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho bạn Phương Liên luôn nhé.
Alo. Alo ạ. Alo, bạn Phương Liên phải không ạ? Dạ vâng ạ. À, bạn Phương Liên ơi, mình đang gọi cho bạn ở cửa hàng Sinai ở 73 Cầu Giấy. Bạn Phương Liên, nghe rõ không ạ? Dạ, em nghe rõ. À rồi, ok bạn Phương Liên. Bạn Phương Liên ơi, hiện tại thì bạn là một trong những khách hàng rất là may mắn, bởi vì là bạn là khách hàng số 20 ngẫu nhiên. Bạn đã chia sẻ cái livestream của mình đúng không bạn? Vâng ạ. À rồi, ok bạn. Như mình đã hứa thì trong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tặng bạn một phần quà, nó là một sản phẩm kem chống nắng. Thì bạn cho mình xin địa chỉ nhá. Bạn cho mình xin địa chỉ đi thì mình sẽ gửi phần quà đến cho bạn. Vâng ạ. Địa chỉ cái livestream cho chị luôn ở comment giờ livestream chị ạ. Bạn ok thấy cũng được, thế bạn gửi cho mình cái địa chỉ xuống cái livestream của mình luôn bây giờ nhá. Thì bên mình sẽ có nhân viên và sẽ gửi trực tiếp cho bạn luôn được không? Ok, thấy bạn cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Hôm nào thì mời bạn qua cửa hàng. À rồi, ok, cảm ơn bạn. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Bạn Phương Liên comment địa chỉ giúp mình nhá. Chia sẻ địa chỉ giúp mình. Thì bên mình sẽ có nhân viên để gửi trực tiếp sản phẩm đến tận tay cho bạn luôn. Các chị chia sẻ giúp em ạ. Bắt đầu từ thời điểm này thì em xin phép là em sẽ tư vấn về những cái dòng sản phẩm làm trắng của bên em luôn. Nếu mà nói về những dòng sản phẩm làm trắng ấy thì thật ra là có rất là nhiều khách hàng quan tâm. Ví dụ như là mình sẽ thực hiện từng bước một liên quan làm trắng. Thì muốn làm trắng hay là mình muốn dưỡng những cái dòng da liên quan đến lão hóa, hay là mình muốn điều trị mụn, hay là mình muốn da mình khỏe lên, thì tất cả mình đều sẽ phải sử dụng những cái cách rất là cơ bản. Đầu tiên là với da của chúng ta là các chị dùng tẩy trang giúp em. Bởi vì nếu như mà chúng ta không trang điểm thì các chị vẫn nên tẩy trang ạ. Bởi vì cái lượng dầu bã nhờn trên da cũng tiết ra rất là nhiều. Thì với những cái dòng sản phẩm tẩy trang á, thì nó sẽ giúp cho da của chúng ta sạch hơn, chúng ta khỏe hơn, mà loại bỏ hết được cái lớp dầu trên da. Và nếu mà chúng ta có trang điểm hay dùng chống nắng thì cái việc tẩy trang nó là đương nhiên rồi đúng không ạ? Với sản phẩm tẩy trang thì bên em cũng có rất là nhiều loại tẩy trang nhé. Rồi ok Phương Liên. Ok Phương Liên, mình nhận được địa chỉ của bạn rồi và số điện thoại của bạn rồi. Thì trong ngày mai bên mình sẽ có nhân viên chuyển cho bạn nhé. Và bạn... Bạn gửi lại thông tin giúp mình. Nếu như mà sau 3 ngày bạn vẫn chưa nhận được cái phần quà của bên mình ấy, thì bạn gửi lại thông tin lại giúp mình nhá. Tại vì ngay ngày mai thì bên mình sẽ gửi phần quà cho bạn luôn. Sau khi mình tẩy trang thì mình sẽ sử dụng các bước khác. Ví dụ như là mình sử dụng những bước làm sạch liên quan đến sữa mặt này, những cái bước làm sạch liên quan đến dầu rửa mặt hoặc là kem rửa mặt. Thì những cái sản phẩm đó là sẽ giúp cho da của chúng ta sạch và thoáng. Sau khi làm sạch ổn thì chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm chuyên dụng làm trắng. Thì trong những sản phẩm chuyên dụng làm trắng đó thì bên mình có cái dòng sản phẩm nước hoa hồng dưỡng trắng da. Thật ra thì nước hoa hồng dưỡng trắng da là một trong những sản phẩm mà mình nghĩ là rất là nhiều khách hàng sử dụng. Với cái sản phẩm nước hoa hồng của Beauty The Rest hay là nước hoa hồng của Nhật Bản ấy, thì một chút nữa mình sẽ giới thiệu tiếp. Thì những cái dòng sản phẩm nước hoa hồng này ấy, cái điều mà nó đem lại nhiều nhất ấy, là nó cân bằng lại cái độ pH trên da của chúng ta, và nó cho da chúng ta lại trở lại cái trạng thái cân bằng, cái độ ẩm lý tưởng nhất nó là 5.6, tức là độ ẩm trên da nó trở về là độ pH của nó là 5.6, nên là chúng ta sẽ dùng nước hoa hồng để cân bằng lại da nhé. Sao thế, vội thế? Thì kiểu gì tí chị về thì em đi Grab mà. Ừ. Em đi xe đâu. Thế à? Thế sao cho mẹ ra? Nó ở Hà Nội. À. Em ở riêng rồi. Sướng thế. Sướng gì? Thôi cho con bé ra. Cho con bé ra cho. Cuối tuần chị không làm chị ở đây để nhắn tin ra. Hôm nào chị ở đây? Điện chị đã sửa nào đấy, 3 ngày em ngủ muộn lắm. Ừ. Rồi ok. Cẩn thận nhá. Vâng.
với cái sản phẩm nước hoa hồng này ấy, thì bên em đang để với giá của nó rất là tốt. Cái giá hiện tại đang là 575.000 và cái giá hiện tại trong buổi tối ngày hôm nay ấy, nó là 375.000 ạ. Nó sẽ là 375.000. Thì cái nước hoa hồng này như em nói là nó sẽ là cân bằng lại độ pH cho da, và nó có thành phần vitamin C rất là nhiều, thì nó sẽ làm cho da của chúng ta khỏe và sáng lên. Sau khi chúng ta dùng nước hoa hồng rồi thì chúng ta sẽ dùng tinh chất dưỡng trắng và chống lão hóa cũng của cái dòng Miquiret này. Thì cái dòng này nó sử dụng chủ yếu nó là chiết xuất từ từ vitamin C, chiết xuất từ ốc sên ạ. Và cái tinh chất này thì nó giúp cho da của chúng ta nó đặc trị những cái vấn đề liên quan đến nếp nhăn, và nó làm sáng từ bên trong, nên là da của chúng ta sau khi mà sử dụng những cái dòng làm trắng này, làm sáng này ấy, thì da của chúng ta rõ luôn cái hiện tượng là da chúng ta rất là khỏe. Thì cái sản phẩm tinh chất này bên em đang đề giá là 595.000. Nó là tinh chất ạ. Với tinh chất ở đây nó không nói là bao nhiêu mil nhỉ? 30 mil. Và trong buổi ngày hôm nay thì bên em sẽ bán là 385.000 các chị nhá. 385.000 ạ. Nhà em sẽ giới thiệu lần lượt từng sản phẩm. Nếu mà buổi tối ngày hôm nay mà các chị chưa kịp xem á thì các chị có thể xem lại. Các chị sẽ xem lại ở trên trang cá nhân của em. Và những ai mà xem và comment lại trên cái trang cá nhân của em ấy thì đều sẽ được hưởng cái mức giá đó. Tức là mức giá chết được trở về cái mức giá mà gần như là không lợi nhuận luôn của bên em. Sau đó thì các chị sẽ quan tâm đến những cái dòng dưỡng cho toàn thân. Ngoài những cái dòng sản phẩm dưỡng này ra, ngoài sản phẩm dưỡng này ra thì bên em có sản phẩm dưỡng dạng hũ rất là lớn. Thì với dòng sản phẩm dưỡng dạng hũ này ấy, thông thường là nó sẽ cung cấp độ ẩm rất là lớn cho da. Và sau khi mà các chị dùng cái sản phẩm này nhá, thì các chị sẽ thấy một điều rất là rõ rệt luôn là da của chúng ta rất là mướt và nó sẽ sáng lên sau thời gian sử dụng. Với sản phẩm này thì chỉ sau nửa liệu trình chăm sóc da thôi, tức là chỉ sau tầm khoảng 15 đến 20 ngày thôi, thì da của chúng ta đã rõ luôn cái hiện tượng là da sáng lên rồi. Còn với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn ạ. Nó sẽ mất tầm khoảng độ là hết một liệu trình chăm sóc da, tức là hết một cái đợt thay đổi da, nó rơi tầm 28 đến 30 ngày thì nó mới thay đổi được. Tiếp đến em nói giá một chút ạ. Cái sản phẩm này giá hiện tại đang bán ở cửa hàng nó là 465.000 nhá. Và giá để ở trong thời điểm này á nó là 295.000. 295.000 cái dòng sản phẩm liên quan đến làm trắng body này ạ. Các chị nhớ lại giúp em nhá. Và nếu mà ai mà không kịp xem trong cái buổi tối ngày hôm nay thì các chị có thể comment ở phía dưới hoặc là nhắn tin cho em, thì em vẫn giữ cái mức giá này bởi vì em biết là giờ này cũng hơi muộn rồi. Đối với những chị mà muốn làm trắng nhưng mà da lại bị nhiều dầu thì nó có hai cái dòng sản phẩm này thì các chị có thể lưu ý lại giúp em được ạ. Hai cái dòng sản phẩm này thì nó liên quan hẳn đến làm trắng nhưng da bị dầu, thì nó vẫn là dòng sản phẩm của Miquiret. Nó vẫn là sản phẩm của Miquiret ạ. Thì cái dòng sản phẩm này nó kiểm soát được cái lượng dầu luôn và nó làm cho da của mình sáng hẳn luôn. Thì hai cái sản phẩm này, một sản phẩm đấy nó là tinh chất kiểm soát dầu và một sản phẩm nó là kem đêm kiểm soát lượng dầu. Thì hai sản phẩm này nó có giá, với sản phẩm tinh chất ấy, nó là 30ml và giá hiện tại nó là 485.000. Nhưng mà nếu các bạn comment ở phía dưới thì nó sẽ còn cái giá là 355.000. Với sản phẩm này, nó là sản phẩm mình dành riêng cho buổi tối thôi. Mình dành riêng cho buổi tối. Và cái mức giá hiện tại ở cửa hàng mình đang để là 485.000 nhá. 485.000 và trong thời điểm này thì mình cũng bán với giá là 355.000. Ok, hai sản phẩm này ạ. Các bạn nhớ lại giúp mình nha, là hai sản phẩm này đó là hai sản phẩm làm trắng da nhưng dành riêng cho da dầu. Những cái dòng da nhiều dầu ấy ạ thì nó sẽ kiềm được dầu tốt. Nên cái dòng sản phẩm này nó sẽ rất ưu việt cho những người da dầu. Đối với những người da nhạy cảm
mà muốn làm trắng thì là bên em cũng có một cái dòng sản phẩm, đây là một cái kem điều trị da yếu và da nhạy cảm nhưng mà vẫn có thành phần làm trắng, tức là nó vẫn kích sáng được, vẫn kích sáng được da. Tuy nhiên thì đối với những cái dòng da nhạy cảm thì cái dòng sản phẩm này nó đáp ứng được cái việc đó. Thì giá hiện tại nó là 445.000 ạ. 445.000. Và giá bên em đề nghị nó là 325.000. Và cái dòng sản phẩm này thì khi mà mình sử dụng ấy thì mình thấy rất là rõ luôn là da của mình nó sáng lên một tông, nhưng mà nó rất là khỏe, nó dùng được cả cho những cái làn da mà đang bị ửng đỏ lên ấy, mình vẫn có thể dùng được và mình vẫn có thể mà chăm sóc da được, tức là nó điều trị cả cái làn da yếu luôn. Cái sản phẩm này ạ. Và em nhắc lại ạ, cái mức giá hiện tại đang bán là 445.000 nhá. Và mức giá bên em đang để hiện tại bây giờ nó là 325.000. Các chị nhớ lại giúp em nhé. Có rất là nhiều những cái dòng sản phẩm liên quan đến làm trắng khác. Ví dụ như là sản phẩm mặt nạ làm trắng da của Lululum của Nhật. Thì nếu mà nói đến mặt nạ làm trắng thì nó có hai dòng mặt nạ mà em muốn giới thiệu với các chị. Thứ nhất là mặt nạ Platinum. Cho chị một cái mặt nạ Platinum em. Đây rồi, ok. Ok. Hai cái mặt nạ này chị nhá. Cái mặt nạ Platinum này thì nó là một trong những cái dòng mặt nạ mà nó làm sáng da gần như là tức thì luôn. Sau khi mình đắp mặt nạ trong vòng tầm 2-30 phút thì mình đã thấy da của mình sáng lên rồi. Và cái mặt nạ Lululum này cũng vậy. Nếu mà mặt nạ này thì nó là của Hàn Quốc và nó từng miếng một. Và một miếng của nó hiện tại bây giờ đang để giá là 65.000. Thì giá bán ngày hôm nay nó sẽ là 45.000. Và thì nó chỉ có một miếng thôi, là 45.000 một miếng. Nhưng mà với cái mặt nạ Lululum này á, nó là 7 miếng. Và cái giá bán của bên mình đang để là 175.000. Hiện tại thì bây giờ bên mình đang bán với cái giá là, em ơi, tra hộ chị nào, 170 bây giờ là giá bao nhiêu em? Bên mình đang để giá là 145.000 nhá. Thì hai sản phẩm này ấy, với sản phẩm này thì nó 7 miếng và đang để giá là 145.000. Còn sản phẩm này thì nó một miếng thôi mà nó đang để giá là 45.000 đồng một miếng. Trước khi mà sale giá thì nó còn là 65.000. Và những cái dòng sản phẩm này thì các bạn có thể lên tất cả những cái trang Nhật, Hàn á, thì các bạn xem thì các bạn sẽ biết là cái độ hot của những cái sản phẩm này. Thì các bạn xem để giúp mình nhá. Thì nếu như các bạn không kịp comment phía dưới để mua hàng thì các bạn chỉ cần là sau cái buổi ngày hôm nay á, ngày mai các bạn có thể chia sẻ lại, các bạn nhắn tin cho mình thì mình vẫn giữ lại cái mức giá này nhá. Mặt nạ Lululum của Nhật ạ, 7 miếng ạ, với giá là 145.000. Và mặt nạ Platinum thì nó có giá là 45.000 một miếng. Nó chỉ có một miếng trong này thôi nhá. Cho chị cái các cái sản phẩm CC này. Ồ không, không, không phải là đồ trang điểm. Các cái CC của Nhật ấy, liên quan đến làm trắng ấy. Ok, vitamin C này. Ok, 3 sản phẩm thần thánh rồi. Ok, còn lại là mình có 3 cái sản phẩm trên tay này thì khi mà cầm 3 cái sản phẩm trên tay này thì em nghĩ là rất là nhiều người biết đến 3 sản phẩm này. Đây là nước hoa hồng của C ạ. Cái nước hoa hồng của C này thì nó là điều trị thâm nám rất là rõ rệt. Tức là với những da ai mà bị mụn này, bị thâm nám ấy và da bị xỉn màu thì mình sử dụng sữa mặt thông thường và sau đó mình dùng nước hoa hồng của nó nhá, thì mình sẽ thấy rõ luôn là sau cái thời gian mình sử dụng tầm 1 tháng ấy là da của mình nó sáng hẳn về mặt da của mình luôn. Và nó sáng nhưng nó rất khỏe, nó sáng mà nó không bị mỏng đi, nó cũng không bị yếu. Thì cái sản phẩm nước hoa hồng C của Roto CC Melano nhá, thì nó là một trong những dòng sản phẩm mà được rất là nhiều các bạn trẻ Nhật Bản sử dụng. Và cái mức giá của nó cũng rất là tốt. Mức giá bán trong cửa hàng mình trước khi mà mình giảm á, nó là 339.000. Và mức giá sau khi giảm nó là 275.000 nhá. 275.000 ạ. Với sản phẩm xịt khoáng của CC thì nó cái sản phẩm nói về xịt khoáng thì là nó cung cấp khoáng chất cho mình rồi, nó làm dịu da,
và nó cung cấp độ ẩm ngay lập tức cho da của mình. Sản phẩm này thì mình hay nói là dành cho những người lười ấy, những người lười dưỡng và da bị khô ngay lập tức ở trong những cái môi trường điều hòa hoặc là mình đi nắng, thì mình sẽ dùng cái sản phẩm dưỡng trắng này nhá. Thì sau khi mình sử dụng cái dòng sản phẩm dưỡng trắng này ấy, thì mình sẽ thấy rất là rõ là da chúng ta sáng lên và ngay lập tức là sẽ dịu đi tất cả những cái hiện tượng mà bị khô ráp trên da. Thì cái sản phẩm này ở cửa hàng mình cũng đang để những cái mức giá mà mình nghĩ là rất là ok. Nó là 323.000 ạ. Và hiện tại bây giờ đang để cái mức giá bán là 255.000. Còn cái sản phẩm này thì nó là bộ ba kết hợp với nhau nhá. Với sản phẩm này thì nó là tinh chất dưỡng trắng chống thâm. Nó chỉ có 20ml thôi. Tuy nhiên thì với 20ml này thì nó lại làm được rất là nhiều điều. Đó là nó làm cho da của chúng ta sau khi sử dụng lên ấy, thì nếu mà da chúng ta bị mụn, để lại vết thâm hoặc là bị nám tàn nhang thì nó sẽ mờ đi rất là rõ rệt. Với cái sản phẩm C này nhá, nó là tinh chất dưỡng trắng da. Thì nó bộ ba sản phẩm này nó kết hợp với nhau, nó tạo nên một cái hiệu ứng là làm da của chúng ta khỏe lên, sáng lên. Và đặc biệt là sau khi sử dụng xong thì da của chúng ta ấy, nó sáng hơn so với trước khi chúng ta sử dụng ít nhất là 1.5 tông. Tức là nó rất là rõ rệt và đặc biệt là những cái vết thâm nám của mình ấy, nó cũng mờ đi. Và nó ở sâu ở dưới chứ không phải là nó mờ trên bề mặt, nó không phải là bài mòn. Nên là với cái cặp ba, cái bộ ba này thì nó là một trong những cái sản phẩm mà nó thực sự là rất là thần thánh. Cái sản phẩm tinh chất dưỡng trắng chống thâm nám này 20ml thì cái mức giá của bên mình đang để là 385.000. Và cái mức giá đề nghị hiện tại trong ngày hôm nay ấy, thì nó là 315.000 ạ. 315.000. Và em còn rất là nhiều các sản phẩm khác muốn chia sẻ nữa, nhưng mà chắc là em sẽ hẹn vào một cái dịp khác. Thì các chị cũng cho em xin lần sau nếu mà em live stream thì em sẽ để ý hơn một chút về cái chế độ mạng để không bị đứt quãng trong cái quá trình em live stream. Và nếu mà cần bất cứ một cái thông tin gì thì các chị cứ comment phía dưới hoặc là nhắn tin iBot trực tiếp cho số điện thoại của em thì em sẽ trả lời. Nếu mà trong thời điểm đấy em chưa trả lời được thì sau cái thời điểm em live stream hoặc là sau ngày mai thì em sẽ trả lời tất cả các chị, được không ạ? Bây giờ thì chắc là em xin phép được kết thúc cái buổi live stream ngày hôm nay. Em chúc tất cả các chị và gia đình các chị có một cái sức khỏe thật là tốt và một buổi tối ngủ thật là ngon ạ. Em cảm ơn các chị nhá.